Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3071, thực lực của Lạc Thất Thất 1. Ngươi là ai? Cảm nhận được Viên Châu mang tới cảm giác áp bách to lớn, đồng tử của Nam Cung Nguyên Phong co rụt lại. Vị trước mắt này, thực lực chân chính khả năng không cao, nhưng Viên Châu kia đáng sợ, nắm giữ tác dụng bao vây không gian, hơn nữa, mơ hồ cùng bản thân nữ hải phù hợp, tựa như nhất thể, để đối phương phát huy ra lực lượng làm hắn kính sợ. Lão sư, nàng hẳn là Lạc gia tiểu công chúa. Nhớ tới cái gì, Nam Cung Mạt vội vàng nói. Tiểu công chúa, ngươi là Lạc Vũ Hinh. Nam Cung Nguyên Phong siết chặt nắm đấm. Đã sớm nghe nói Lạc gia có một vị tiểu công chúa, thiên phú có 102, chỉ là lần này đi qua không có thấy, cũng không có để ý nhiều, không nghĩ tới đối phương chạy đến nơi đây chặn bọn họ, chẳng lẽ cho rằng lấy thực lực của mình, có thể lưu bọn họ lại. Không sai, ta là Lạc Vũ Hinh. Chẳng qua từ hôm nay trở đi, ta tên Thất Thất. Nữ hài nhàn nhạt nhìn qua. Không phải người khác, chính là Lạc Thất Thất, tên thực của nàng là Vũ Hinh, Thất Thất bất quá là dùng tên giả mà thôi. Ta mặc kệ ngươi tên gì, sự tình Lạc gia đã xong, là chúng ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, ngươi ở đây ngăn cản, không biết có ý gì. Nam Cung Nguyên Phong nhướng mày. Không có ý gì. Vẻ mặt Lạc Thất Thất lạnh nhạt nhìn qua. Động thủ đi. Động thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Cung Nguyên Phong sửng sốt. Không sai, nếu ngươi không động thủ, vậy ta tới. Lạc Thất Thất nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, viên châu trên không vang lên, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một thanh niên, hướng về phía trước nhấn một cái. Bành! Máu tươi phun mạnh, thanh niên này lập tức bay ngược ra, một cái nháy mắt, bản thân liền bị trọng thương. Xem ra không có 3-4 tháng, là không có phương pháp ra khỏi giường. Thật to gan. Ba thanh niên khác không nghĩ tới nàng nhanh như vậy, nói còn chưa dứt lời liền động thủ, tất cả sắc mặt tái xanh, đồng loạt ra tay. Lực lượng tung hoành, khí tức bay thẳng vân tiêu, lực lượng hùng hồn bao phủ nữ hài. Không được. Thấy lực lượng của các học sinh bắn ra bốn phía, thi triển sức chiến đấu mạnh nhất, Nam Cung Nguyên Phong không chỉ không có cảm thấy vui mừng, ngược lại đồng tử co rụt. Vội vàng hét lớn. Bất quá lúc này đã chậm. Bành, bành, bành. Liên tục 3 tiếng, ba thanh niên chẳng biết lúc nào đã trúng chiêu, giống như cái thứ nhất, nằm trên mặt đất trọng thương, không có mấy tháng rất khó xuống giường. Ngươi! Nam Cung Nguyên Phong tức điên, vội vàng nhìn qua, trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ra tay đi. Lạc Thất Thất không thèm phí lời với hắn, nhấc chân đi về phía trước. Động tác của nàng không nhanh, giống như đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi một bước, đều kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, còn không có nhìn rõ ràng, đã đi tới trước mặt Nam Cung Nguyên Phong. Không nghĩ tới đối phương mượn nhờ Viên Châu trên không, lĩnh ngộ không gian còn cường đại hơn hắn, ra đầu Nam Cung Nguyên Phong nổ tung, cũng không để ý suy nghĩ nhiều, lật bàn tay một cái, lực lượng trong cơ thể trào ra. Khí tức dâng trào, lực lượng như rồng. Không hổ là cường giả chư tử bách gia. Hậu nhân của Tử Dung Cổ Thánh, cùng Trương Huyền đối chiến, là giảm thấp tu vi, không ít võ kỹ khó mà thi triển, giờ phút này toàn lực vận chuyển, bốn phía giống như bị chấn nát, ánh sáng bị rút đi, triệt để âm u xuống. Không chỉ như vậy, không khí cũng bị rút sạch, xuất hiện một môi trường chân không. Chương 3072, thực lực của Lạc Thất Thất 2. Định, khuôn mặt Lạc Thất Thất không thay đổi, tiếp tục bước về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Dầm. Khí lưu phun trào, lập tức bị định lại, Nam Cung Nguyên Phong thi triển ra trưởng lực, cũng giống là bị điêu khắc ở trên không, khẽ động cũng không thể động. Lạc Thất Thất cong ngón tay búng một cái. Bành. Nam Cung Nguyên Phong bay ngược ra, người trên không trung liền phun mạnh máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, chỉ thoáng cái là hắn biết, đã bị thương thế cực nặng, coi như không nghiêm trọng bằng những học sinh kia, nhưng cũng đủ hắn khôi phục không ít thời gian. Trong mắt mang theo kinh hoàng. Nhìn về phía trước, chỉ thấy nữ hài đã chậm rãi đi đến nơi xa, lơ lửng giữa không trung, tay áo bồng bềnh tựa như tiên tử. Bỗng nhiên nàng ngừng lại, đầu không xoay, chỉ để lại bóng lưng. Tuy Lạc gia kém hậu nhân chưa tử, nhưng cũng không cho phép bắt nạt. Lần sau muốn tới khiêu chiến, Lạc Thất Thất ta tùy thời chờ đợi. Nói xong, không gian xuất hiện vết nứt, nữ hài nhẹ nhàng đạp mạnh, biến mất tại chỗ. Đáng sợ, danh sư đại lục, dưới cổ thánh. Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Thấy nàng rời đi,
Lúc này Nam Cung Nguyên Phong mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cho tất cả học sinh mỗi người dùng một viên đan dược, lúc này mới nhịn không được cảm xúc. Danh sư đường của danh sư đại lục, mặc dù cũng là khổng sư lưu truyền tới nay, nhưng tiêu tốn tâm tư nhất định không bằng thân truyền. Giống như Huyền Huyền hội cùng đám người Triệu Nhã, Huyền Huyền hội là vật hắn lưu lại, nhưng ở phía trên tiêu tốn tâm tư, cùng người sau là không thể so sánh nổi. Lần này khổng miếu mở ra, sao động không gian, bọn họ lần nữa trở về, vốn cho rằng lấy thực lực của mình, có thể dễ như trở bàn tay, nghiền ép các đại gia tộc, các thế lực lớn, để bọn hắn thần phục, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tùy tiện một lạc gia nho nhỏ, cũng đã mạnh mẽ như vậy. Mấu chốt nhất là cô gái kia, vẫn chưa tới 20 tuổi. Không tới 20, liền có loại thiên tư này, không thua mấy vị yêu nghiệt ở đại nho đường. Lạc Thiên Nhai, Lạc Thất Thất, xem ra danh sư đại lục cũng không yếu như tưởng tượng. Nam Cung Nguyên Phong hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Lão sư, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Qua thật lâu, một thanh niên mới khôi phục chút nguyên khí, có thể mở miệng. Còn đi Trương gia hay không? Đi khẳng định phải đi, đây là chuyện không có cách giải quyết, có điều, chỉ bằng vào chúng ta, khẳng định không được. Nam Cung Nguyên Phong nhíu mày. Tình huống hiện tại của bọn họ, cho dù chữa khỏi vết thương, cũng cần tiêu tốn không ít đánh đổi cùng thời gian, ngộ nhỡ Trương gia cũng có nhân vật lợi hại, làm không cẩn thận thật sự có đi không về. Lão sư ý là, thanh niên sửng sốt một chút. Đưa tin cho Trấn Thanh lão sư, không phải hắn vẫn muốn tranh với ta sao? Để hắn ra tay, chúng ta nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Thiên phù của Lạc gia là lấy không được, nhưng Trương gia nhất định phải được. Lông mày Nam Cung Nguyên Phong dương lên, khẽ nói. Tốt, ta đưa tin cho Trấn Thanh lão sư. Nghe nói như thế, thanh niên vội vàng gật đầu. Trấn Thanh lão sư trong miệng lão sư nói tới, tên đầy đủ là Đạm Đài Trấn Thanh, là hậu nhân của Tử Vũ Cổ Thánh, xếp hạng cùng địa vị ở Đại Nho Đường, so với lão sư cũng cao hơn, do hắn ra tay. Có lẽ có thể thay đổi cục diện bây giờ, không đến mức để chư tử bách gia bị động như thế. Nhanh dưỡng thương điều chỉnh đi, tranh thủ trước khi đám người Trấn Thanh chạy tới, khôi phục một chút, không đến mức để hắn chế giễu. Nam Cung Nguyên Phong nhẹ gật đầu, sau đó không nói, nhắm mắt lại hóa giải dược lực, khôi phục thương thế. Mấy học sinh khác cũng không dám nói nhiều, theo sát điều chỉnh lực lượng. Vốn cho rằng đi tới nơi này rất dễ dàng liền có thể để Lạc gia đi vào khuôn khổ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, ăn thiệt thòi lớn như thế. Thế giới này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tàng Long Ngọa Hổ A. Chương 3073, chỉ điểm Lạc Huyền Thanh 1. Từ vết nứt không gian xuất hiện, Lạc Thất Thất trở lại Lạc gia, lần nữa đi vào gian phòng của mình. Vốn cho rằng lần này Trương Huyền tới, là muốn cưới nàng vào cửa, lòng tràn đầy vui vẻ, nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ là một kết cục như vậy. Ở dưới bi thống. Tâm tình sao động, ai biết bản thân cùng Tĩnh Không Châu dung hợp càng thêm triệt để, lực khống chế tiến thêm một bước. Đúng lúc này, người chư tử bách gia đến đây khiêu chiến, chỉ bất quá nàng đang lĩnh ngộ lực lượng của Tĩnh Không Châu, không có thời gian rời đi, đợi lĩnh ngộ xong, sự tình trong tộc đã xử lý xong, lúc này mới xé rách không gian, đuổi theo đối phương giáo huấn một trận. Bất kể như thế nào, cũng là một phần tử của Lạc gia, tuyệt không thể mặc cho đối phương khi nhục mà thờ ơ. Vị Lạc Thiên Nhai này quả thực là một thiên tài, không có Tĩnh Không Châu, thế mà cũng lĩnh ngộ phong cấm chân giải. Có hắn ở đây, người Lạc gia tâm tề tụ, ta có hay không đều không quan trọng. Tinh thần lan ra, cảm nhận được đại điển kế nhiệm ở phía ngoài, Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn nghĩ coi như bi thương, nhưng sự tình hôm nay, do nàng mà lên, Lạc gia còn phải có nàng chống đỡ, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Đột nhiên toát ra Lạc Thiên Nhai, đã không cần nàng tiếp tục phí tâm. Đã như vậy, ta muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Lạc Thất Thất đứng dậy. Từ trước đến nay, nàng đều bị động tiếp nhận, cho dù trong tộc thông gia, vì nhân tộc, cũng không nguyện ý phản bác. Hiện tại nàng chỉ muốn tranh thủ tình cảm thuộc về mình, lại không muốn tiếp tục bị động nữa. Lạc lão sư lại như thế nào? Lạc Thất Thất nàng không kém, ngươi có thể được trái tim của Trương sư, ta cũng nhất định có thể. Có quyết định, Lạc Thất Thất thoáng cái trầm tĩnh lại. Nhớ tới lão sư, thái độ cùng bộ dáng lúc gần đi, nàng mỉm cười, thân thể vụt qua, ra khỏi phòng, thẳng tắp bay lên bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây là phương pháp lĩnh ngộ phong cấm chân giải, ngươi quan sát, có cái gì không hiểu, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Trong phòng,
Trương Huyền điểm ngón tay, truyền cho Lạc Huyền Thanh Thiên Đạo công pháp sửa chữa qua. Lần này tới, chính là vì chuyện này, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ bất quá, Thiên Đạo công pháp loại trừ hắn, không người có thể học được, đành phải sửa đổi một phen, còn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn thiên phú và năng lực của Lạc Huyền Thanh. Đa tạ lão sư, cảm nhận được kiến thức nhiều ra trong đầu, Lạc Huyền Thanh kích động, quỳ rạp xuống đất. Làm con cháu trọng yếu nhất của Lạc gia, học qua phong cấm không gian hoàn chỉnh, nhưng so sánh với đối phương truyền kiến thức, kém không biết bao nhiêu, khác nhau một trời một vực. Công pháp lợi hại như thế dốc túi truyền cho, phần ân tình này, cho dù không phải thân truyền, cũng thắng được thân truyền. Ta nói rồi, không phải sư phụ ngươi. Trương Huyền vội vàng đỡ hắn dậy. Tuy không bái sư, lại nắm giữ ân tình lão sư, còn xin lão sư tiếp nhận, nếu không Huyền Thanh sợ hãi, không dám học tập. Lạc Huyền Thanh nói, cái này, cũng được. Thấy đối phương thái độ nghiêm túc, không cho cự tuyệt, Trương Huyền đành phải nhẹ gật đầu. Danh sư đại lục, sư đạo truyền thừa nghiêm cẩn, tiếp nhận kiến thức của đối phương, chẳng khác nào có sư ân, lễ tiết tuyệt không thể vứt bỏ, nếu không sư không ra sư. Thấy hắn đồng ý, Lạc Huyền Thanh lần nữa quỳ xuống, đang muốn dập đầu, liền nghe thanh âm của sư mẫu vang lên. Tiếp nhận sư ân, thì không thể dùng kiến thức sở học ra tay với lão sư. Nếu không sẽ gặp phải lực lượng của danh sư đường phản phệ, điểm ấy ngươi có biết không? Tự nhiên rõ ràng. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Mặc dù sư đạo truyền thừa nghiêm khắc, vẫn như có sự tình phản bội sư môn phát sinh, bởi vậy danh sư đường từng lập quy củ, người nắm giữ thân phận danh sư, sau khi tiếp nhận sư ân, dùng sở học kiến thức đối phó lão sư, sẽ bị lực lượng phản phệ. Điểm ấy ghi lại ở trong quy tắc danh sư, chỉ cần trở thành danh sư, đều cần lập xuống lời thề, bị danh sư đường giám sát. Biết liền tốt. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Sư nương yên tâm, Lạc Huyền Thanh ta đời này chắc chắn sẽ không ra tay với lão sư, thực có can đảm ra tay, không cần danh sư đường mở miệng, cũng sẽ tự phế tu vi. Chương 3074, chỉ điểm Lạc Huyền Thanh 2. Lạc Huyền Thanh nhướng mày. Vị Lạc Thiên Nhai này là tiền bối gia tộc, càng lĩnh ngộ phong cấm chân giải dốc túi truyền cho, hắn làm người thừa kế, bất kể như thế nào cũng không có khả năng phản bội. Nói xong hành lễ, lúc này Lạc Huyền Thanh mới đứng lên. Như vậy tuy không tính là thân truyền, nhưng cũng có sư đạo truyền thừa, xem như nửa cái học sinh của đối phương. Ông! Thời điểm hắn quỳ xuống, trong óc Trương Huyền khẽ động, lần nữa nhiều ra một bản thư tịch kim sắc, biết là đối phương cảm ơn mới xuất hiện, Trương Huyền cũng không nhiều lời. Hao tốn mấy canh giờ truyền dạy, cái không hiểu cẩn thận hỏi thăm, thẳng đến bên ngoài sắc trời sáng rõ, lúc này Lạc Huyền Thanh mới rốt cục dung hội quán thông kiến thức. Đã hiểu, từ từ tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng hẳn có thể lĩnh ngộ chân giải. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo công pháp bản rút gọn, tu luyện quả thực không bằng thiên đạo công pháp hoàn chỉnh, có điều có hắn chỉ điểm, giảng giải tai hại trong tu luyện, để đối phương trong một tháng đột phá, còn có thể làm được. Đa tạ lão sư. Lạc Huyền Thanh vội vàng ôm quyền. Hắn cũng có thể cảm giác được, dựa theo phương pháp tu luyện của lão sư, đi luyện tập, hẳn lĩnh ngộ khá nhanh. Không biết lão sư lĩnh ngộ chân giải hao tốn bao lâu. Tu luyện một hồi, quả nhiên cảm giác tiến bộ rất lớn, Lạc Huyền Thanh nhịn không được nữa, tràn đầy tò mò. Không chỉ có thể lĩnh ngộ phong cấm chân giải tiên tổ mới có thể lĩnh ngộ, càng sáng chế ra công pháp tốt như vậy, để hắn vốn không tính quá mạnh, một tháng liền có thể đột phá, vị lão sư này lĩnh ngộ không gian mạnh bao nhiêu. Hắn lĩnh ngộ chân giải lại hao tốn bao lâu? Ta! Trương Huyền nhíu mày! Để cho ta suy nghĩ một chút! Nói xong, dừng lại đại khái vài giây. Đại khái dùng thời gian dài như vậy. Lạc Huyền Thanh thoáng cái ngây người, thế giới quan muốn sụp đổ. Lão sư ý tứ, là, chỉ dùng mấy giây. Không kém bao nhiêu đâu, cũng có thể dài hơn một chút, không nhớ rõ, lúc ta tu luyện không cảm giác thấy thời gian trôi qua. Trương Huyền vịn cằm nói. Lúc đó rơi vào không gian xa, không cách nào tiến lên cũng không cách nào rời đi, không có cách nào chỉ có thể siêu tập thư tịch, nghĩ biện pháp lĩnh ngộ diễn không thiên thư đệ tứ trọng, phá giải không gian xa. Về thời gian suy tính, quả thực không lớn, hẳn là mấy giây. Ta, Lạc Huyền Thanh hồn bay phách lạc. Còn tưởng rằng bản thân tiêu tốn một tháng cố gắng, lĩnh ngộ chân giải sẽ rất mạnh mẽ, không nghĩ tới vị lão sư này càng thêm biến thái. Vài giây đồng hồ lĩnh ngộ. Mẹ nó, còn là người sao? Đi tu luyện đi.
tranh thủ sớm đột phá, cũng sớm nắm giữ thực lực mạnh hơn. Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói sự thật mà thôi, không phải muốn đả kích ngươi. Vâng, biết không thể so sánh với lão sư, Lạc Huyền Thanh lui xuống. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền nhìn về phía Lạc Cản Trinh cách đó không xa, con mắt sáng lên. Gia tộc chúng ta có tâm đắc cùng phương pháp đột phá đại thánh không? Không biết đặt ở nơi nào. Đã đạt tới thánh vực cửu trọng đỉnh phong sắp một ngày, thời gian rất lâu, cũng nên đột phá. Chương 3075, Lạc gia tàng bảo khố 1. Sau thánh vực cửu trọng, cần cá nhân lý giải, mỗi người đi con đường không giống, phương pháp tu luyện cũng không giống, bởi vậy không có phương pháp đột phá riêng biệt, cũng không có công pháp riêng biệt, hắn hiện tại chỉ có thể đi tìm tâm đắc của người mạnh hơn lưu lại, sau đó lại tìm ra một phương pháp thích hợp bản thân. Tâm đắc đột phá đại thánh, các đời vô số cường giả, loại thư tịch này nắm giữ không ít, bất quá chỉ có thể tham khảo, không thể dựa theo học tập. Lạc Càn Trinh nói, tâm đắc của tiền bối, có thể tham khảo, nhưng mỗi người thể chất khác biệt, kỳ ngộ khác biệt, không có khả năng hoàn toàn dập khuôn, nếu không, không những không đột phá nổi, còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ nhắc nhở, ta hiểu. Trương Huyền gật đầu. Vậy là tốt rồi, tộc trưởng là thiên tài đỉnh phong nhất của gia tộc vài vạn năm đến nay, tự nhiên biết nặng nhẹ, mời đi theo ta. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Càn Trinh cười cười. Đối phương lĩnh ngộ phong cấm chân giải, thiên phú mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nói nhiều, ngược lại thành nhiều chuyện. Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi là được. Biết hắn muốn xem sách, Lạc Nhược Hy cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Trương Huyền theo sát ở sau lưng Lạc Càn Trinh, đi ra ngoài, thời gian không dài đi tới một tàng thư khố. Ba tầng phía dưới, là con cháu hạch tâm gia tộc có thể học tập, phía trên phải trưởng lão mới có thể nhìn. Tâm đắc đột phá đại thánh, đều ở nơi này. Dọc theo cầu thang đi đến tầng thứ tư, Lạc Càn Trinh chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn lại, trước mắt khắp phòng là thư tịch, cơ bản là đủ loại bút ký, lộn xộn kinh khủng. Cũng có chút cất giữ thời gian lâu dài, đã xuất hiện thiếu chữ cùng ít trang. Những sách này, chỉ là tham khảo, mọi người tùy tiện lật xem, không có hình thành hệ thống, tộc trưởng có thể tùy ý quan sát, có gì cần mà nói với ta là được. Lạc Càn Trinh nói, đa tạ, ta ở đây tùy tiện nhìn một chút, có chuyện gì khẳng định sẽ làm phiền ngươi. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn lại giá sách trước mắt. Lạc Càn Trinh không nói thêm lời, đi xuống. Đối phương rời đi, trong đầu Trương Huyền hô nhẹ thiếu hụt, thư tịch trên giá sách từng tầng thu vào thư viện, ước chừng bận rộn hơn 10 phút, đã thu sạch xong xuôi. Đúng đắn. Tinh thần khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trong óc, vội vàng mở ra nhìn. Những tâm đắc này, tuy không có hình thành thiên đạo công pháp, lại làm cho ta hiểu rõ đại thánh càng sâu. Kiến thần bất hoại, là thần thức đắm chìm trong mỗi một tế bào, mỗi một kinh mạch, lợi dụng thay đổi lực lượng một cách vô tri vô giác. Cải tạo nhân thể, vượt qua thánh vực, chỉ có như vậy, tuổi thọ mới có thể kéo dài. Trước đó thần thức liếc nhìn, có thể thẩm thấu cơ bắp, đi vào kinh mạch, mà đạt tới kiến thần bất hoại, đã có thể đi vào tế bào. Như vậy có hoại tử, hoặc xuất hiện ổ bệnh, cũng có thể nghĩ biện pháp thay thế, từ đó để thân thể một mực nằm ở trạng thái đỉnh phong, cùng người chiến đấu, thực lực cũng mạnh hơn. Thánh vực bình thường, tuổi thọ ở khoảng chừng 1.000 tuổi, sau 800 tuổi. Thể lực bắt đầu suy giảm, sức chiến đấu không thể so với trước kia, không chỉ như vậy, còn muốn đột phá cũng càng khó. Nguyên nhân chính là như vậy, đột phá thừa dịp trẻ tuổi, lời này một mực lưu truyền ở trong danh sư. Lúc tuổi còn trẻ không đột phá, đến khi thể lực suy giảm, cho dù lĩnh ngộ cảnh giới cao thâm hơn, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Bất quá đạt đến kiến thần bất hoại lại khác biệt. Thần thức đi vào tế bào, có thể tùy thời phát hiện tổn hại. Sau đó thay thế, để nó duy trì đỉnh phong. Cho dù đại nạn sắp tới, có chỗ lĩnh ngộ mà nói, cũng có thể đột phá, thậm chí nắm giữ sức chiến đấu lúc tuổi còn trẻ. Nguyên nhân chính là như vậy, cường giả đại thánh cũng không phải càng trẻ sức chiến đấu càng mạnh, mà càng lớn tuổi càng thêm lợi hại. Chương 3076, Lạc gia tàng bảo khố 2. Ta tu luyện thiên đạo công pháp, vừa bắt đầu liền không có thiếu hụt, thiên đạo chân khí tinh thuần. Độ khó đột phá đại thánh rõ ràng lớn hơn người khác. Nhìn qua một lần, Trương Huyền cân nhắc nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp bậc này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, cho dù nhìn nhiều sách, vẫn không có phương pháp thích hợp nhất. Trước siêu tập tất cả thư tịch ở nơi này,
không được về Trương gia lại từ từ nghiên cứu, Trương gia hẳn cũng có tâm đắc tương tự. Biết chuyện này gấp không được, đành phải bỏ xuống suy nghĩ trong lòng, Trương Huyền tiếp tục đi lên lầu. Tầng này là tâm đắc liên quan tới đột phá đại thánh, phía trên hẳn còn có sách cấp bậc cao hơn. Thời gian không dài, đi đến mái nhà, mỗi tầng thư tịch, tất cả đều thu vào thư viện. Đi ra tàng thư các, phát hiện Lạc Càn Trinh còn chưa rời đi, vẫn ở cách đó không xa đợi chờ, Trương Huyền cười cười, tiếp tục hỏi. Ta đột phá, cần một chút bảo vật ẩn chứa linh khí tinh thuần, tương tự linh thạch tuyệt phẩm không biết trong tộc chúng ta ở nơi nào lấy được. Ta làm tộc trưởng, có thể lấy bao nhiêu, có hạn mức hay không? Nhìn xong thư tịch, muốn đột phá, còn cần linh thạch bảo vật, đã làm Lạc gia gia chủ, tự nhiên phải lợi dụng tài nguyên. Dù sao đối với loại đại gia tộc truyền thừa vài vạn năm này mà nói, một ít linh thạch, bảo vật mà thôi, không đáng kể chút nào. Tộc trưởng là có định lượng, có điều vừa mới vì gia tộc lập công lao lớn như thế, tài nguyên tùy tiện sử dụng. Còn tưởng là đại sự gì, Lạc Càn Trinh cười cười, tiếp tục dẫn đường, chỉ chốc lát đã đi tới một tàng bảo các. Đây là địa phương gia tộc chúng ta cất chứa bảo vật, ban thưởng đệ tử trong tộc, cũng đều từ nơi này phát. Tộc trưởng có thể tùy ý quan sát. Chỉ cần vừa ý, lấy đi là được, không cần đăng ký. Đa tạ. Không nghĩ tới tộc trưởng còn có loại đặc quyền này, hai mắt Trương Huyền sáng lên. Có thể tùy ý lấy, như vậy có thể lấy hết hay không? Thật muốn như vậy, chẳng phải thoáng cái liền phát tài. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trương Huyền biết, khẳng định không thể làm như vậy. Bất cứ chuyện gì, đều hăng quá hóa dở, hắn là danh sư, cũng không phải trộm cướp, trực tiếp chuyển không nội tình của người ta. Khẳng định không thích hợp. Trong tàng bảo khố, đủ loại bảo vật san sát, phía trên bày vô số vũ khí, bảo thạch, linh thạch. Có long cốt thần thương, những vũ khí này nhìn rất chướng mắt, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, linh thạch tuyệt phẩm, hiệu quả cũng không lớn, cho nên không có quá nhiều dừng lại. Đây là cái gì? Đi tới, đột nhiên Trương Huyền dừng bước, lông mày dương lên. Cách đó không xa, có một cái hộp ngọc đóng chặt. Tản mát ra linh lực để hắn cũng cảm thấy động tâm. Chỉ là thiên ngoại phi thạch, là tổ tiên trong lúc vô tình lấy được, cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng, chỉ biết không cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào lấy ra linh khí trong đó, liền đặt ở nơi này. Thấy hắn nhìn về phía hộp ngọc, Lạc Càn Trinh cười giải thích. Thiên ngoại phi thạch, Trương Huyền sửng sốt một chút, hai bước đi tới trước mặt, bàn tay duỗi ra, cầm hộp ngọc tới, từ từ mở ra. Cho ta. Còn chưa kịp quan sát đến cùng là cái gì, đột nhiên trong cơ thể lay động kịch liệt, một thanh âm gấp rút truyền tới. Ai? Trương Huyền không khỏi kinh hãi. Chương 3077, chân giò biết nói chuyện một. Trong cơ thể Trương Huyền, có thể cùng hắn tinh thần câu thông chỉ có mấy thứ. Phân thân vừa ra liền cướp danh tiếng của hắn, đã sớm nhốt ở trong không gian gấp, không có thả ra, kể từ khi ngoan nhân biết xương ngực của nó bị phong ấn ở Thánh Tử Điện. Cũng một mực không có động tĩnh gì, lại nói, không được hắn cho phép, ngay cả thần thức cũng phóng thích không ra, tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết, chớ nói chi là nói chuyện. Còn tiểu phù phù, thu vào chữ vật giới chỉ, thanh âm cũng truyền không ra, đây cũng không phải long cốt thần thương. Nhưng thanh âm bất ngờ vang lên ở trong người, thanh thúy to rõ, tựa như hài nhi non nớt, tuyệt không phải nghe nhầm. Thứ gì lặng yên không tiếng động đi vào trong cơ thể hắn, vậy mà không biết rõ tình hình. Tinh thần khẽ động, vội vàng nội thị, quét một vòng ở trong người, lại không hề phát hiện thứ gì, Trương Huyền kìm nén không được quát. Đến cùng là ai giả thần giả quỷ? Cái gì giả thần giả quỷ, ta là Tiểu Hồ Hồ. Thanh âm vội vàng trả lời. Ra đầu Trương Huyền nổ tung. Tiểu Hồ Hồ. Đây, chính là ta. Trong đan điền, một cái hồ lô vặn vẹo cái mông. Động hư hồ lô. Trương Huyền ngẩn ngơ. Cái đồ chơi này. Trước đó liền biết có linh tính, chui vào trong đan điền không ra, còn thích hấp thu lôi điện. Làm sao đột nhiên nói chuyện, còn, Tiểu Hồ Hồ, ngươi cho rằng ngươi là anh em hồ lô sao? Không sai, ta hấp thu vô số lôi đình, xem như thức tỉnh, mau đưa viên thiên ngoại phi thạch trong tay ngươi cho ta. Động hư hồ lô tiếp tục uốn éo cái mông. Ăn, Trương Huyền cau mày, ngươi nhận ra đây là vật gì? Cái động hư hồ lô này... Trước đó liền suy đoán không có đơn giản như vậy, không nghĩ tới thế mà còn biết nói chuyện, vội vàng muốn viên đá này, chẳng lẽ nhận ra là cái gì? Không biết, bất quá ta biết có thể ăn. Động hư hồ lô nói. Ăn.
Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ cầm lấy viên thiên ngoại phi thạch ra, ngón tay đụng vào, thư viện vụt qua, xuất hiện một quyển sách, phía trên hiện ra một nhóm chữ, thiên vẫn tinh, đồ vật từ trong khe hở thời không bay ra, có thể dung luyện vũ khí, giá trị không biết. Thiên vẫn tinh, giá trị không biết, có ý tứ gì? Trương Huyền cau mày. Đây là lần đầu tiên thiên đạo thư viện xác định đồ vật mập mờ như thế. Đổi lại trước đó, chỉ cần ngón tay đụng chạm, lai lịch đồ vật, tổ tông 18 đời cũng có thể lấy ra. Hiện tại không biết. Xem ra thư viện cũng không có thể dựa vào như trước kia. Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Từ khi thực lực đạt tới thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhìn thấy cao thủ càng ngày càng nhiều, thư viện cũng không giống trước đáng tin như vậy. Một viên tinh thạch, vậy mà cũng không có biết rõ ràng, gia hỏa trước kia mọi việc đều thuận lợi, giờ phút này cũng không có dùng tốt như vậy. Nhất định phải đi thiên cơ sư công hội. Biết đi tìm thiên cơ sư, tăng lên thư viện là bắt buộc phải làm, Trương Huyền lắc đầu, đang muốn ném thiên vẫn tinh cho động hư hổ lô ăn, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ngươi nói ngươi là động hư hổ lô hẳn ăn không được thứ này. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Chương 3078, chân giò biết nói chuyện 2. Nếu như chỉ là hồ lô, giấu ở trong đan điền hắn thì cũng thôi đi, hiện tại đột nhiên có sự sống, có thể nói chuyện, thực sự không yên lòng nha. Ta chính là hồ lô, còn có thể là ai? Yên tâm, đi vào đan điền ngươi, cũng đã nhận ngươi làm chủ. Sẽ không tổn thương chủ nhân, nếu không ta cũng sẽ chết, sống rất tốt, về sau còn có thể cua hồ lô cái, quỷ mới đi tìm chết. Động hư hồ lô nói. Không được, ta vẫn không yên lòng, như vậy đi, ta cho ngươi viên thiên vẫn tinh này, ngươi rời đan điền của ta, đi vào chữ vật giới chỉ được không? Trương Huyền trầm ngâm một chút, nói. Yên tâm đi, ta ăn thiên vẫn tinh, sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chắc chắn sẽ không ầm ĩ đến ngươi. Dường như đã quen địa phương, động hư hồ lô không nguyện ý rời đi. Trương Huyền cau mày. Đối với cái hồ lô này, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, trước đó chui vào liền lấy không ra, tu vi đạt tới thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng thử qua, đồng dạng không lấy ra. Nếu quả thật một mực không đi, chẳng phải tương đương với trong cơ thể chứa quả bom hẹn giờ. Nó ngoài miệng nói sẽ không làm loạn, ai biết có thể làm ẩu hay không. Vẫn là trước lấy ra lại nói. Người đi vào chữ vật giới chỉ ngủ say, nếu không chuyện này không cần nói nữa. Bàn tay khẽ động, lần nữa đóng hộp ngọc. Được rồi. Thấy hắn không cho ăn, động hư hồ lô tràn đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vụt qua, Trương Tuyển lần nữa nhìn lại, đã biến mất khỏi đan điền, chẳng biết lúc nào đi vào chữ vật giới chỉ. Cái này. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, giật nảy mình. Đan điền của hắn ở trong người, chữ vật giới chỉ, là không gian gấp độc lập. Không có thông qua hắn, tùy ý xuyên qua, trực tiếp tiến vào bên trong, vận dụng không gian vậy mà mạnh hơn hắn. Cái đồ chơi này đến cùng là cái quỷ gì? Mặc kệ là cái gì, dám làm loạn, cùng lắm thì một bản thiên đạo chi thư đập xuống. Trương Huyền hừ một tiếng. Trước đó thời điểm Lạc Huyền Thanh học tập kiến thức, thư viện lại tạo thành một bản thiên đạo chi thư mới, thứ này ngay cả ngoan nhân cũng có thể nhẹ nhõm áp chế cái hổ lô, không khó lắm. Đoán chừng thật muốn một sách đi xuống, liền biến thành cái bầu. Trong lòng nắm chắc, đối phương lại không ở trong đan điền, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Càn Trinh cách đó không xa cười cười. Thứ này, ta có thể lấy đi hay không? Tiền bối trong tộc nghiên cứu qua nhiều lần, không biết cụ thể là gì, tộc trưởng muốn, lấy đi là được. Lạc Càn Trinh gật đầu. Đa tạ. Nghe được có thể, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động, đưa hộp ngọc vào nhẫn. Hồ lô nhìn thấy hộp ngọc, nhất thời hưng phấn vào tới, thân thể vặn vẹo, thiên vẫn tinh trong hộp liền biến mất không thấy gì nữa, không biết có phải bị ăn hay không. Ngay sau đó, cùng chính như nó nói, lâm vào ngủ say, lại không động đậy. Một cái hồ lô biết nói chuyện. Thấy tên này không có gây chuyện, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời che trán. Hiện tại trên người có quá nhiều đồ ngổn ngang, phù lục biết nói chuyện, hồ lô biết nói chuyện, trường thương biết nói chuyện. May mắn, trong chữ vật giới chỉ, những chân giò xem như thức ăn kia không biết nói chuyện, nếu không, tới cái chân giò biết nói chuyện, thật sẽ bị dọa chết tươi. Không đi quản hồ lô kia nữa, Trương Huyền tiếp tục nhìn phía trước, thời gian không dài, quả nhiên để hắn tìm được một chút đồ tốt. Có linh dịch, có đan dược, cũng có chút thiên tài địa bảo đặc thù. Không thể không nói, Lạc gia làm gia tộc xếp hạng thứ 2 trên đại lục, cất giữ quả nhiên phong phú.
lấy một chút đồ vật để cho mình trong thời gian ngắn đột phá, lại không buồn phiền vì linh khí, lúc này Trương Huyền mới đi ra. Bất kể nói thế nào, cũng là tiền bối của đối phương nhọc nhằn khổ sở làm ra, hắn không phải con cháu Lạc gia, thật muốn chuyển hết, thực sự quá không hiền hậu, dù vậy cũng cầm không ít đồ tốt. Nếu như nói lần trước Hưng Kiếm Thánh cho bảo vật, liền để hắn giật nảy cả mình, như vậy lần này cầm, ít nhất là gấp 10 lần trước, nếu không phải hắn thân là tộc trưởng, chỉ sợ sớm đã bị Lạc Càn Trinh đuổi ra ngoài. Ta ý định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ sớm ngày đột phá, trong tộc có chuyện gì, đưa tin cho ta, ta sẽ lập tức chạy về. Hảo hảo thu về đồ vật, Trương Huyền thỏa mãn nói. Chương 3079, đi đánh Trương Huyền đi. 1. Tìm kiếm cơ duyên, khụ khụ. Lạc Càn Trinh suýt chút nữa bị nước bọt sặc chết. Bởi vì đối phương là con cháu Bàng Chi, cũng chưa từng xuất hiện qua, đối với gia tộc tình cảm không sâu, cho hắn nhiều vật tư như vậy, mục đích rất đơn giản, để hắn có lòng cảm mến với gia tộc, vì tộc nhân hiệu lực. Cái tên này ngược lại tốt, cầm đồ vật xong, cửa tàng bảo khố còn không có ra, liền muốn đi. Có cần nhanh như vậy hay không? Coi như ngươi không quan tâm chức vị tộc trưởng này, thế nhưng thật không thể cái gì cũng mặc kệ không hỏi a. Tộc trưởng, người trước không vội tìm kiếm cơ duyên, vừa rồi tất cả trưởng lão trong tộc thảo luận ra một quyết định, muốn để ngươi tới giải quyết. Chỉ cần chuyện này làm xong, coi như ra ngoài cũng không sao. Lạc Càn Trinh bất đắc dĩ, mở miệng nói. Quyết định gì? Trương Huyền nhìn qua. Hôm qua Trương gia ở trước mặt mọi người từ hôn, chắc hẳn tộc trưởng đã biết. Lạc Càn Trinh nhìn qua. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn là nhân vật chính. Biết rõ rõ ràng ràng. Lạc gia, là đại gia tộc thứ hai của danh sư đại lục, từ trước tới nay được người kính ngưỡng, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, xảy ra chuyện như thế, mặt mũi mất hết. Tài nghệ không bằng người, không có cách nào, chúng ta vốn cũng không muốn lấy công đạo gì, nhưng tộc trưởng xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, ngay cả thiên tài của chư tử Bách gia cũng không phải đối thủ. Hai mắt Lạc Càn Trinh sáng lên. Vị trước mắt này không chỉ lĩnh ngộ phong cấm chân giải, cùng cấp bậc càng vô địch, tu vi cực cao, cả đời hiếm thấy. Cho nên, tất cả trưởng lão thảo luận, do tộc trưởng ra mặt, đi Trương gia báo sỉ nhục ngày hôm qua. Lần nữa xác lập uy nghiêm của Lạc gia ta, làm cho tất cả mọi người biết, Lạc gia không thể nhục. Đi Trương gia báo thù. Trương Huyền nhíu mày. Không sai, thực lực của Trương gia gia chủ Trương Huyền, là thánh vực cửu trọng sơ kỳ, ba hôm trước vừa mới đột phá, coi như thiên phú có 102. Cũng nhiều nhất củng cố tu vi, khẳng định kém xa tộc trưởng. Tộc trưởng ở cùng cấp bậc ngay cả Nam Cung Nguyên Phong cũng có thể đánh bại, dạy bảo Trương Huyền thực lực thấp hơn mình, hẳn là dễ như trở bàn tay. Càng nói là Càn Trinh càng kích động. Tất cả trưởng lão ý tứ rất đơn giản, do tộc trưởng tự mình đi khiêu chiến Trương gia tộc trưởng, đánh hắn răng rơi đầy đất, Lạc gia chúng ta liền có thể lần nữa trọng trấn hùng phong, trừ bỏ xu hướng suy tàn trước đó. Sở dĩ Trương gia hung hăng, còn không phải bởi vì Trương Huyền là thánh tử điện điện chủ, sư huynh của Dương Sư, tất cả đệ tử càng là đường chủ, cung chủ của các thế lực lớn ư. Chỉ cần Lạc Thiên Nhai tộc trưởng qua giáo huấn hắn một lần, đánh hắn không cách nào đánh trả, công bằng quyết đấu, ai cũng nói không được cái gì. Trương gia dẫm lên bọn họ xác lập uy nghiêm, như vậy cũng đừng trách bọn họ dẫm lên đối phương, chấn nhiếp đại lục. Ta, Trương Huyền nắm tóc, Lạc gia có mới tộc trưởng mạnh mẽ, đi trừ bỏ khuất nhục. Quả thực không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Trương Huyền kia cũng con mẹ nó là ta, để ta tự đánh mình, có cần hố như thế hay không? Chuyện này, chỉ cần thành công, không chỉ uy danh của Lạc gia ta lần nữa khôi phục, nhân tâm tan rã cũng có thể ngưng tụ. Mong tộc trưởng đừng chối từ, sau khi hoàn thành, tộc trưởng muốn đi nơi nào cũng được. Lạc Càn Trinh vội nói, Lạc gia bị từ hôn ở trước mặt mọi người, nhiều thế lực lớn nhìn như vậy, mất hết mặt mũi. Muốn nhanh chóng vãn hồi, chỉ có thể đi Trương gia gây chuyện, đánh Trương Huyền không hề có lực hoàn thủ. Nếu không, chỉ bằng vào xác lập tộc trưởng mới, nói mấy câu, đi nơi nào đòi về mặt mũi. Còn sự tình chư tử Bách gia, dính dáng quá lớn, không thể tuyên truyền, chỉ có thể cầm Trương gia tế cờ, thay đổi cục diện trước mắt. Để ta suy nghĩ một chút. Ngực Trương Huyền đau nhức, vẻ mặt nghẹn phát xanh. Vì sao mỗi người đều muốn đạp mặt của mình, cái này gọi là chuyện gì? Từ hôn cũng không phải hắn muốn. Chương 3080, đi đánh Trương Huyền đi. 2. Không cần chậm, chúng ta tin tưởng thực lực của tộc trưởng. Lạc Càn Trinh cười cười, mấy bước đi ra tàng bảo khố.
Tất cả trưởng lão đều đã ở đại điện, chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể xuất phát. Hiện tại xuất phát. Trương Huyền lảo đảo. Không sai, báo thù không qua đêm. Lạc gia ta thành lập vài vạn năm, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Sự tình tộc trưởng cùng chư tử bách gia giao đấu, mặc dù dính dáng rất lớn, không tiện truyền ra ngoài, nhưng chậm trễ lâu, Trương gia khẳng định cũng sẽ biết, ngộ nhỡ Trương Huyền sợ hãi bỏ trốn, chúng ta chẳng phải lấy giỏ trúc múc nước. Lạc Càn Trinh bỗng nhiên ôm quyền. Xin tộc trưởng nhanh làm ra quyết định, vì tộc nhân, cũng vì Lạc gia truyền thừa vài vạn năm. Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Các ngươi chỉ nghĩ Lạc gia, có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Con mẹ nó chứ, ta không chỉ là tộc trưởng của Lạc gia các ngươi, còn là Trương gia. Để ta đi khiêu chiến mình, đánh mặt của mình. Ta trước nghe ý kiến của các trưởng lão một chút. Trương Huyền buồn bực sắp bùng nổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Lạc Càn Trinh, do dự một chút, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn nói. Tộc trưởng mời qua bên này. Nghe hắn không có cự tuyệt, Lạc Càn Trinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy trong lòng tức giận Trương Huyền, nhưng tên này quả thực có bản lĩnh người thường khó có thể tưởng tượng, cũng là địa phương kiêu ngạo cùng tự hào nhất của Trương gia hiện tại, chỉ cần có thể hắn đánh tơi bời, tất cả khuất nhục đều sẽ lập tức quét sạch, thậm chí còn có thể uy danh đại thịnh. Rất nhanh, hai người tới đại điện, quả nhiên thấy tất cả trưởng lão sớm đã ngồi chờ, thấy hắn vào cửa, từng cái kích động vội vàng đứng dậy. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta liền xuất phát chứ? Giết chết tên vương bát đản Trương Huyền kia. Cho hắn biết, Lạc gia chúng ta cũng có thiên tài chân chính. Mọi người từng cái siết chặt nắm đấm. Con mắt Trương Huyền biến thành màu đen. Cái này gọi chuyện gì? Vốn ý tốt chạy tới, bù đắp Lạc gia tổn thương, kết quả bị lôi kéo làm gia chủ. Cái này thì cũng thôi đi, còn muốn mình đi đánh bản thân. Nếu như giờ phút này hiển lộ ra thân phận, nói mình là Trương Huyền. Bù đắp tổn thương không những làm không được, không cẩn thận còn có thể bị đối phương cho rằng là cố ý trêu đùa, hai nhà Trương, Lạc sẽ không có khả năng điều hòa, thậm chí có thể trực tiếp phát sinh đại chiến. Tâm tình của mọi người, ta có thể lý giải, nhưng đi khiêu chiến Trương gia, ta cảm thấy thời cơ còn chưa đúng lúc. Trương Huyền nhẫn nhịn nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là nói. Vị Trương Huyền kia, thực lực rất mạnh, cũng coi như cùng cấp bậc vô địch, nhưng tộc trưởng ngay cả Nam Cung Nguyên Phong cũng có thể đánh bại, thắng hắn không khó. Lần này chúng ta công bằng giao đấu, đưa lên bái thiếp, lại mời danh sư đường xem cuộc chiến. Quy củ làm đủ, chắc hẳn Trương gia cố kỵ mặt mũi sẽ không cự tuyệt. Sao nói thời cơ không thành thục? Đúng vậy, gia chủ là con cháu Bàng Chi, bình thường chưa từng xuất hiện qua, cực kỳ khiêm tốn, ở trên đại lục cũng không có danh khí gì, nếu như không phải huyết mạch tinh thuần, chúng ta cũng hoài nghi không phải là tộc nhân. Chúng ta cũng như vậy, huống chi những người khác. Lần này không chỉ dạy bảo Trương gia Trương Huyền không biết trời cao đất rộng, càng quan trọng hơn là vì tộc trưởng xác lập thanh danh, để tất cả mọi người đều biết. Thấy hắn chối từ, một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Trương Huyền im lặng. Tất cả mọi người nói rất có đạo lý, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chương 3081, người cùng Khổng sư quan hệ thế nào? 1. Thật ra thì ý tứ của tất cả trưởng lão cùng là Càn Trinh. Trương Huyền cũng có thể rõ ràng. Hắn lấy thân phận Lạc Thiên Nhai danh khí quá nhỏ, muốn để Lạc gia nhanh chóng xác lập thanh danh cùng uy nghiêm, chỉ có thể đi đạp Trương Huyền gần đây danh tiếng đang thịnh. Trương Huyền tràn đầy buồn bực, quay đầu nhìn về phía Lạc Nhược Hy ngồi ở một bên, chỉ thấy nàng mỉm cười, từ khi quen biết, nàng một mực lạnh như băng, chưa từng cười rực rỡ qua như thế. Nhất thời, Trương Huyền càng thêm buồn bực, còn có phải bạn gái của ta hay không? Đã như vậy, vậy mà một câu không nói. Thật ra thì ta cảm thấy, người đồng ý sẽ tốt hơn. Đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy Lạc Nhược Hy đình chỉ vui vẻ, truyền âm tới. Đồng ý. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Để cho ta đi đánh ta. Đây cũng không phải, trước khi đi Trương gia, sau đó tìm thời cơ thích hợp, vạch trần thân phận, để hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu không, lấy Lạc gia thù hằn Trương gia, người đền bù càng nhiều. Về sau chiến đấu sẽ càng lớn, còn không bằng một lần giải quyết. Lạc Nhược Hy giải thích. Cái này. Trương Huyền im lặng. Đối phương nói không sai. Lạc gia bây giờ, giống như cùng Trương gia không đội trời chung, hảo ý tới đền bù, trên thực tế tương đương lửa cháy đổ thêm dầu, không những sẽ không làm dịu lửa, ngược lại để nó càng đốt càng mãnh liệt. Loại tình huống này, thật muốn xoay người rời đi, không quan tâm,
hai nhà triệt để đánh nhau, chỉ là vấn đề thời gian. Lưu lại tai họa ngầm tiềm ẩn, không bằng giải quyết triệt để, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng không thể một hồi ngụy trang lạc thiên nhai, một hồi biến trở về Trương Huyền. Thật muốn như vậy, mệt cũng mệt chết. Cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ thông suốt điểm ấy, tuy Trương Huyền lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu, nhìn quanh một vòng. Tốt, ta đồng ý chư vị, hiện tại liền đi Trương gia. Đi Trương gia. Đánh Trương Huyền. Đánh chết con rùa kia. Tất cả trưởng lão hưng phấn. Trương Huyền đen mặt. Mọi người Lạc gia sớm đã chuẩn bị xong, thấy hắn đồng ý, đâu còn chần chừ, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, gọi thánh thú phi hành tới. Trong nháy mắt, mấy chục con thánh thú lơ lửng giữa không trung, khí thế mạnh mẽ. Biết hiện tại Lạc gia là muốn lập uy, coi như nắm giữ kỹ xảo không gian nhất định, cũng không có khả năng truyền tống qua, mà bay thẳng đi, lớn mạnh thanh thế, Trương Huyền đành phải từ bỏ ý định sắp đặt thông đạo truyền tống. Rơi vào trên lưng thánh thú phi hành, nhìn Lạc Nhược Hy cười híp mắt, vẻ mặt Trương Huyền u oán. Ta dễ dàng sao, đây rốt cuộc là đắc tội người nào? Được rồi, không đi nghĩ, vẫn là mau chóng cảm ngộ, làm sao đột phá đại thánh đi. Tuy buồn bực, nhưng cũng biết đã quyết định, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lúc này nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại tất cả tâm đắc cùng trải nghiệm, nghĩ biện pháp xung kích đại thánh cảnh. Có phải ngươi muốn đột phá đại thánh hay không? Hắn cân nhắc chọn hai ngày, cảm thấy có chút tâm đắc, thời điểm muốn xung kích, Lạc Nhược Hy hỏi. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Chương 3082, ngươi cùng Khổng sư quan hệ thế nào? 2. Đối với nữ hài trước mắt, cũng không có gì có thể giấu giếm. Đổi lại người khác, khả năng còn phải giải thích một chút, tiến bộ nhanh như vậy, để cho người ta khó mà tin được, nhưng vị trước mắt này hoàn toàn không cần. Cũng không biết nàng là không cảm thấy kinh ngạc, hay vì nguyên nhân gì, đột phá lại nhanh, đối phương cũng không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại như đương nhiên. Trước đừng có gấp, thánh vực có thiên địa phong thánh, đại thánh, cũng có chỗ không giống bình thường. Tùy tiện đột phá, được không bù mất. Lạc Nhược Hy nói. Không giống bình thường. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Thời điểm hắn đã tới thánh vực, là vị trước mắt này mang đi tìm kiếm địa phương Khổng sư phong thánh, mượn nhờ phong thánh đại thành công đột phá, nguyên nhân chính là như vậy. Lực lượng trong cơ thể mới cực kỳ mạnh mẽ, thiên hạ vô song, cùng cấp bậc không người có thể thắng được. Chẳng lẽ đại thánh cũng có phong thánh? Mặc dù đại thánh không có phong thánh. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Nhược Hy nói. Nhưng phương thức tấn cấp đại thánh khác biệt, uy lực cũng không giống nhau. Cái này, mặc dù không biết bạn gái của mình, đến cùng thân phận như thế nào, nhưng ở trên việc tu luyện, tuyệt đối biết nhiều hơn hắn, nếu như không phải nàng. Phong thánh khẳng định làm không được. Giờ phút này đã nói như vậy, khẳng định là không bình thường. Mới vào đại thánh, gọi là kiến thần bất hoại, thần thức có thể đi vào tế bào trong cơ thể, thậm chí ảnh hưởng nó. Vẻ mặt Lạc Nhược Hy nghiêm túc. Đột phá bình thường, là muốn thần thức trở nên càng thêm cường đại, mới có thể có chỗ cảm ngộ, thuận lợi đột phá. Làm như vậy, mặc dù có thể trở thành đại thánh, nhưng là cấp thấp nhất. Cũng được xưng là phương pháp đột phá hạ phẩm, có hạ phẩm thì có thượng phẩm. Bất quá phàm là tu luyện giả, tất cả đều đột phá, như vậy không người có thể may mắn thoát khỏi, danh sư đại lục, người duy nhất sáng chế phương pháp thượng phẩm, hơn nữa thành công. Chỉ có một người. Lạc Nhược Hy nói. Ngươi nói là, Khổng sư. Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Danh sư đại lục, vài vạn năm qua, người chói mắt nhất chỉ có Khổng sư, nếu thật có một người có thể làm được. Không thể nghi ngờ là hắn. Không sai, chính là Khổng sư. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu. Hắn ở thánh vực cửu trọng đỉnh phong, dẫn thiên hỏa rèn luyện thân thể, thần thức trải qua thiêu đốt, cũng biến thành cứng cáp mạnh mẽ hơn, nguyên nhân chính là như vậy. Sau khi hắn đột phá cũng càng lợi hại, bất kể là số lượng chân khí, hay tu vi bản thân, đều vượt xa đại thánh bình thường. Mới có thể trở thành thiên cổ đệ nhất nhân, không người nào có thể thay thế. Thiên hỏa. Trương Huyền cứng đờ. Trước đó gặp qua Khổng sư ý niệm, đối phương từng chuyên môn nói qua, muốn giải quyết tiên thiên thai độc trong cơ thể, chỉ cần trở thành danh sư cửu tinh, dẫn tới thiên hỏa là được. Tình huống bình thường, danh sư thất tinh, là thánh vực nhị trọng đến tứ trọng, ngũ trọng là nửa bước bát tinh. Danh sư bát tinh là lục trọng đến bát trọng, cửu trọng là nửa bước cửu tinh. Một chút tình huống đặc biệt, cũng có thể, ban tặng huy chương danh sư cửu tinh cho cường giả thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Nhưng muốn trở thành danh sư cửu tinh, trọng yếu nhất chính là
đột phá đại thánh. Chẳng lẽ Khổng sư nói, trở thành danh sư cửu tinh, cũng không phải danh sư Đường ban tặng huy chương, mà là thực lực, phá tan đại thánh, hơn nữa dùng chính là phương pháp đột phá thượng phẩm. Thiên hỏa giống như lôi kiếp, là thượng thiên trừng phạt tu luyện giả, người đột phá thánh vực, trải qua phong thánh kiếp, có phải cảm thấy linh hồn cùng thân thể đều tiến bộ rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến, cũng cực kỳ đơn giản hay không? Lạc Nhược Hy hỏi. Trương Huyền không có phủ nhận. Tu luyện giả bình thường, phải tới thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, mới có thể mượn nhờ lôi kiếp rèn luyện nguyên thần, nhưng hắn trải qua phong thánh kiếp, vô luận linh hồn hay thân thể, đều có bước tiến dài, so với tu luyện giả bình thường mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nếu như thiên hỏa này cũng như vậy mà nói, quả thực có thể để cho thần thức mạnh hơn, sức chiến đấu cũng theo đó tăng thêm. Ta xem qua nhiều sách như vậy, nhưng chưa hề đề cập qua đột phá đại thánh còn có thượng phẩm, hạ phẩm. Nếu như chỉ có Khổng sư làm được, Nhược Hy, ngươi là làm sao biết được? Trương Huyền kìm nén không được, nhìn lại. Ngươi cùng Khổng sư, đến cùng quan hệ như thế nào? Chương 3083, Thánh tử điện bị tập kích. Bạn gái của mình, lúc trước dẫn hắn tìm được phong thánh đài, đi vào không gian gấp, mảy may không để ý Khổng sư thân bút, thậm chí nói, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đi vào Khâu Ngô cung, cũng chỉ vì tìm kiếm đồ vật, không để ý công pháp của Khâu Ngô cổ thánh. Hiện tại càng nói ra phương pháp Khổng sư đột phá, chẳng lẽ thật cùng Khổng sư có quan hệ mật thiết, nếu không, làm sao biết rõ ràng như vậy? Ta, bị hỏi một câu, Lạc Nhược Hy lặng im, sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra cầu khẩn. Vẫn là đừng hỏi nữa, cũng đừng đoán bậy, ta sẽ không nói cho ngươi. Nhưng, thấy nàng bất luận thế nào cũng không nói, Trương Huyền nghẹn khó chịu, nhưng cũng biết, không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải than thở một tiếng, lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ta hỏi ngươi, họ tên của ngươi bây giờ, là thật sao? Nói xong, Trương Huyền tràn đầy căng thẳng, hô hấp có chút gấp rút. Lần trước Lạc Thất Thất, chính là không nói ra tên thật của mình, mới làm ra hiểu lầm như vậy, vị trước mắt này, cũng không thể ra sai lầm. Không nói thân phận cũng được, nếu như tên thật, đi khắp thiên hạ cũng có thể tìm được. Lạc Nhược Hy vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt đối phương kiên định, không trả lời, dường như không lùi bước, trong lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải, vậy. Quả nhiên giống như hắn đoán, Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Trước đó liền có chỗ nghi ngờ, trong chư tử bách gia không có họ Lạc, hiện tại xem ra, quả nhiên. Cầu xin ngươi đừng hỏi nữa, không phải ta không muốn nói, mà là không thể nói, một khi nói ra. Không chỉ ta, ngay cả ngươi cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Trong mắt Lạc Nhược Hy mang theo cầu khẩn. Được rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên nữ hài nói như vậy, mặc dù không biết đến cùng sẽ có phiền toái gì, nhưng lấy thực lực của nàng cũng kính sợ như vậy. Chỉ sợ không đơn giản như tưởng tượng. Bình thường xung kích đại thánh cảnh, là không thể nào dẫn tới thiên hỏa, Khổng sư có thể làm được, có phải lưu lại công pháp đặc thù gì không? Trương Huyền không tiếp tục truy vấn, hỏi. Bình thường thiên hỏa là tới đại thánh nhị trọng kim thân cảnh mới có thể dẫn tới, thiên hỏa thiêu đốt, kim thân vô cấu. Xung kích đại thánh liền dẫn tới, nhất định có pháp quyết đặc thù. Pháp quyết cụ thể, ta cũng không biết, nhưng ta biết ở nơi nào. Thấy hắn không hỏi, Lạc Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm, nói. Ở đâu? Nếu như có thể tìm được công pháp, dẫn tới thiên hỏa tôi thể, không chỉ thực lực mạnh mẽ, cũng có thể giải quyết triệt để tiên thiên thai độc, xem như nhất cử lưỡng tiện. Tổng bộ danh sư Đường. Lạc Nhược Hy nói. Lúc trước Khổng sư đột phá đại thánh, đã bắt tay vào sáng lập danh sư Đường, chính là lúc này biểu lộ cảm xúc, mới sáng lập ra pháp quyết, từ đó một lần đột phá thành công. Chỉ cần đến đó, nhất định có thể tìm được. Đang muốn nghe nữ hài nói hết lời, lông mày Trương Huyền đột nhiên dương lên, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt hắn khó coi, biết chắc là xảy ra sự tình, nữ hài dừng lại, vội vàng nhìn tới. Thánh tử điện, xảy ra chuyện. Cúi đầu nhìn ngọc bài, lông mày Trương Huyền đột nhiên dương lên. Tin tức trên ngọc bài, chính là thánh tử điện chiêm sư truyền đến. Thánh tử điện. Lạc Nhược Hy nhíu mày. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tốc độ nói rất nhanh. Có người xông vào nội viện của thánh tử điện, ta nhất định phải tới nhìn một chút. Nói xong liền đứng dậy. Ta đi với ngươi. Lạc Nhược Hy gật đầu. Được. Biết thực lực của bạn gái mình, dưới cổ thánh khó gặp đối thủ,
so với mình sử dụng khổng sư chi huyết cũng không hề yếu, Trương Huyền cũng không nhiều lời, thân thể vụt qua, bay ra thánh thú. Tộc trưởng, thấy hắn bay ra ngoài, đám người Lạc Càn Trinh vội vàng bay đến trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta có chút việc gấp cần phải đi xử lý. Trương Huyền nói, thân là thánh tử điện điện chủ, khẳng định không thể nói bây giờ, một khi nói ra, chẳng khác nào thừa nhận thân phận Trương Huyền. Vậy đi Trương gia. Thấy hắn muốn rời khỏi, Lạc Càn Trinh lo lắng. Ta xử lý xong chuyện bên này, sẽ trực tiếp tiến về Trương gia, không cần lo lắng. Trương Huyền khoát tay áo. Người xông vào thánh tử điện, vô cùng có khả năng là người bắt Triệu Nhã, lần trước để bọn hắn trốn, lần này, quyết không cho phép xuất hiện tình huống như thế. Cái này, Lạc Càn Trinh cau mày. Được rồi, chuyện này không cho phép phản bác, Trương gia ta nhất định sẽ tới. Trương Huyền lười giải thích, tùy ý khoát tay áo, hít sâu một hơi, một thanh trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bỗng nhiên điểm về phía trước. Tê lạp, không gian trước mắt lập tức xuất hiện vết rách, thân thể chui vào, Lạc Nhược Hy theo sát, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Xé rách không gian, trực tiếp xuyên qua. Lạc Càn Trinh cùng tất cả trưởng lão sợ tới mức biến sắc. Trước đó vẫn cảm thấy, vị tộc trưởng này chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, coi như mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu, nhìn thấy giờ mới hiểu được, đủ loại thủ đoạn cùng thực lực, đã không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Tộc trưởng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại gấp gáp như vậy? Lạc Khinh Trần nhìn qua. Ta cũng không biết, có điều dựa theo tộc trưởng nói xử lý, tiếp tục đi Trương gia. Lần này không đánh Trương Huyền cầu xin tha thứ, quyết không bỏ qua. Ánh mắt Lạc Càn Trinh sáng lên. Tất cả trưởng lão cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy trước kia cũng đi qua Trương gia, nhưng còn chưa bao giờ sảng khoái như hôm nay. Mùa xuân CCCL Ạc Gia rốt cuộc đã đến. Hô! Không gian khép kín, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy đồng thời vụt qua, đã đi tới bên ngoài thánh tử điện. Chân khí trong cơ thể phun trào, Trương Huyền biến trở về dung mạo của mình, quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Nhược Hy cũng loại bỏ ngụy trang, lúc này mới một trước một sau thẳng tắp bay tới thánh tử điện. Xảy ra chuyện gì? Mới đi đến bầu trời, còn không có hạ xuống, liền thấy cảnh hoang tàn đầy đất, vô số kiến trúc hủy hoại, toàn bộ thánh tử điện giống như gặp phải chiến đấu cực kỳ lợi hại. Là khí tức dị linh tộc. Minh Lý Chi nhãn vận chuyển, nhìn lại dấu vết, chỉ thấy mặt đất khắp nơi lơ lửng sát lục chi khí của dị linh tộc, còn có danh sư chiến đấu lưu lại khí tức, hiển nhiên, nơi này có dị linh tộc tấn công. Điện chủ, người đã đến. Đang tìm kiếm khắp nơi, đám người chiêm sư, cát sư bay lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Huyền nhíu mày. Bẩm báo điện chủ, vừa rồi có dị linh tộc xông vào nội viện. Chiêm sư vội vàng ôm quyền, tựa hồ có chút không hiểu. Bất quá, chỉ cướp đi tượng khôi thánh, cái gì khác cũng không cầm, cũng không đại khai sát giới với thánh tử điện. Chỉ phá hủy kiến trúc, tạo thành hỗn loạn, sau đó. Trốn. Cướp đi tượng khôi thánh. Dị linh tộc. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Chẳng lẽ là vì, khung xương của ngoan nhân. Chương 3084, truy lùng 1. Tượng khôi thánh, đám người chiêm sư có khả năng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng Trương Huyền biết rất rõ ràng. Trong đó chứa xương ngực của ngoan nhân. Lúc trước dùng thư viện dò xét, còn muốn đạp nát pho tượng này, lấy khung xương ra, cuối cùng vẫn ngừng lại. Dù sao hắn là danh sư, còn là điện chủ, có nguyên tắc của mình, không thể làm ra sự tình ly kinh phản đạo như vậy. Giờ phút này dị linh tộc xông tới. Cái gì cũng không cướp, chỉ cướp thứ này, nhất định là vì thế. Dù sao ngoan nhân đã từng là hoàng giả đỉnh phong nhất của dị linh tộc, cướp đoạt bộ xương này, có lẽ có tác dụng rất lớn, thậm chí cũng giống như mình, để hắn phục sinh. Ngoan nhân, nghe được hắn lẩm bẩm, chiêm sư sững sờ. À, không có gì. Trương Huyền nhíu mày. Hết thảy mấy người, thực lực như thế nào? Có 4 người, thực lực cụ thể ta cũng không nhìn ra. Chỉ là đại trận của thánh tử điện cũng không có ngăn lại, bị tùy tiện phá hư. Chiêm sư xấu hổ nói. Đường đường thánh tử điện, đại lục đệ nhất học phủ, chỉ nửa tháng liên tục bị 2 lần phá tan chạy trốn. Cái thứ nhất là điện chủ của bọn họ, nói ra không mất mặt, nhưng bây giờ bị dị linh tộc đoạt đồ vật, còn chạy trốn. Nói thật, cũng không dám báo lên tổng bộ danh sư đường. 4 người. Trương Huyền hít sâu một hơi, con mắt hiện ra sát ý. Chạy trốn phương hướng nào?
Bên kia, chúng ta tu vi quá thấp, đuổi một hồi liền không đuổi kịp, đành phải đưa tin cho điện chủ. Chiêm sư nói, ta đã biết, các ngươi sửa chữa những kiến trúc sụp đổ, khôi phục trận pháp. Trương Huyền híp mắt lại, nhìn về phía chiêm sư mới vừa nói, thân thể khẽ động, bước ra ngoài. Ta đi xem một chút, nhất định phải đoạt tượng khôi thánh về. Tượng khôi thánh không chỉ liên lụy đến tôn nghiêm của thánh tử điện, càng liên quan đến khung xương của ngoan nhân, cướp không được, hắn làm điện chủ cũng mất hết mặt mũi. Mặc dù còn không có tiến hành đại điển kế nhiệm, thi triển thần thông không gian, tốc độ bay cực nhanh, hơn 10 hô hấp sau, cũng đã bay ra hơn vạn cây số. Quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Nhược Hy vẫn theo ở phía sau, thở phào nhẹ nhõm, Minh Lý chi nhãn chiếu rọi bốn phía, tìm kiếm có dấu vết hay không. Tìm như vậy là không thấy đâu. Thấy động tác của hắn, Lạc Nhược Hy lắc đầu. Bốn người này, hẳn là mấy cái chúng ta gặp ở Bạch Khê Sơn, đều có tu vi đại thánh đỉnh phong, hơn nữa chuyên môn dùng phương pháp đặc thù xóa đi dấu vết, rất khó thẩm tra, trừ khi Minh Lý chi nhãn đạt tới cảnh giới thứ tư. Quả thực điều tra không được. Thật ra thì không cần đối phương nói, hắn cũng phát giác. Lần này giống như lần trước bắt đám người Triệu Nhã, không có bất kỳ dấu vết gì để lại, cho dù là hắn, cũng dò xét không được. Bất quá muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng như vậy. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, tản mát ra khí tức thiên đạo. Thiên đạo chi thư. Đám người Triệu Nhã bị bắt, tìm không thấy dấu vết, liền không cách nào thẩm tra, nhưng tượng khôi thánh khác biệt. Trong đó cất dấu khung xương của ngoan nhân, hắn thẩm tra không được, nhưng ngoan nhân có thể cảm ứng được phương hướng, đến phạm vi nhất định, thì có thể tìm. Trừ khi đối phương dùng bí pháp không gian đặc thù ẩn giấu khung xương đi. Bất quá mới vừa cướp đi, thời gian không dài, tình huống bình thường hẳn còn làm không được điểm ấy. Thấy hắn lấy ra sách, Lạc Nhược Hy nhìn một cái, cũng không nói nhiều. Tiểu ngoan ngoan, chớ ngủ, cảm ứng thoáng cái, xương ngực của ngươi ở đâu? Trương Huyền vỗ thư tịch một cái, nói. Nghe được xưng hô như vậy, ngoan nhân co quắp, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, cảm ứng phút chốc, thư tịch lập tức chỉ một phương hướng. Ở bên kia, chương 3085, truy lùng 2. Tốt, thấy nó quả nhiên có thể cảm ứng được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, dựa theo phương hướng đối phương chỉ thị, nhanh chóng tiến lên. Lạc Nhược Hy cũng không nói chuyện, theo sát ở phía sau. Phi hành đại khái hơn 10 vạn cây số, đi hơn một canh giờ, ngoan nhân mở miệng. Ngay ở trong thành phố phía trước, nguy rồi, cảm ứng biến mất. Trương Huyền vội vàng nhìn về phía trước, quả nhiên thấy nơi xa có một tòa thành trì đứng sừng sững. Thành thị cực kỳ bao la, so với liên minh đế quốc lúc trước cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Cảm ứng biến mất, có ý tứ gì? Trương Huyền cau mày. Coi như đi vào thành trì, lấy năng lực của cổ thánh cảnh như ngươi, cũng không có khả năng không cảm ứng được. Làm sao lại hư không tiêu thất? Hẳn là bị một loại trận pháp nào đó che đậy, hoặc giấu đi rồi, mới vừa rồi còn có thể cảm ứng được, đột nhiên liền biến mất. Ngoan nhân nói. Trận pháp che đậy. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Trước đó còn nghĩ, có thể thừa dịp còn chưa giấu đi đuổi theo, làm sao cũng không ngờ tới, đối phương nhanh như vậy. Đã đuổi rất nhanh, còn chậm một bước. Thật muốn bị che đậy. Thành thị lớn như thế, thật đúng là khó tìm. Giống như lúc trước đặt ở trong thánh tử điện không thể nhận ra vậy. Ngươi còn có thể nhớ, vị trí cụ thể vừa rồi biến mất không? Trương Huyền nói. Cũng chỉ có thể phỏng đoán phạm vi đại khái. Ngoan nhân trần chờ một chút. Dẫn đường. Trương Huyền lười nói nhảm ra lệnh. Lần này nếu khung xương thật bị mang đi, thánh tử điện mất thể diện không có gì, ngoan nhân còn muốn tăng tiến cũng sẽ rất khó khăn. Tuy gần đây ngoan nhân không góp sức, nhưng cũng là một chỗ dựa lớn của hắn. Dung hợp trái tim, xương ngón tay cùng đầu, liền nắm giữ thực lực thánh vực cửu trọng, một khi dung hợp xương ngực hoàn chỉnh, còn không trực tiếp tấn cấp đại thánh. Có khi cổ thánh cũng có thể. Bên cạnh nắm giữ một tay chân cổ thánh cấp, là ai cũng sẽ không từ bỏ. Ngoan nhân dẫn đường, phi hành thời gian không dài, đi tới vị trí ở giữa thành thị. Đại khái ngay phạm vi này biến mất. Có điều ta cũng không cách nào xác định. Ngoan nhân có chút hậm hực. Siêu cấp cường giả năm đó tung hoành chư thiên, hiện tại phân tán ngay cả xương cốt của mình cũng không tìm tới, nói ra cũng đủ mất mặt. Phạm vi đại khái của ngươi, có thể chính xác đến bao nhiêu? Trương Huyền nhíu mày. Thành thị lớn như thế, phủ đệ đếm mãi không hết, từng cái dò xét, mệt chết cũng vô dụng,
nếu như có thể chính xác một chút, có lẽ có thể dễ dàng không ít. Cái này, phạm vi đại khái 100 cây số. Ngoan nhân xấu hổ. 100 cây số. Trương Huyền thiếu chút nữa ngất đi. Phạm vi 100 cây số, nhân khẩu tối thiểu hơn ngàn vạn, tìm một cái tượng, hơn nữa bị ẩn núp, thần thức dò xét không được. Có thể tìm được mới là gặp quỷ. Nó là đột nhiên biến mất, nếu chúng ta lại nhanh chút, có lẽ có thể cảm ứng ra. Biết độ khó, ngoan nhân nhỏ giọng giải thích. Ta đã biết. Biết đối phương cũng muốn để cho mình dung hợp, trở nên càng cường đại, huống chi cái xương ngực này bị tượng cổ thánh mượn nhờ lực lượng thánh tử điện áp chế, sẽ không sinh ra ý niệm, rất dễ dàng luyện hóa, hiện tại biến mất không thấy gì nữa, so với mình càng thêm lo lắng, cũng không có nói quá nhiều, mà ngẩng đầu nhìn bốn phía. Dòng người như thoi đưa, bởi vì mỗi ngày đều có không ít cường giả bay tới bay lui, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy không có phóng thích lực lượng, người khác nhìn không ra tu vi, cũng không gây nên quá nhiều kinh ngạc cùng chú ý. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn khẳng định toàn bộ thành thị sẽ sôi trào. Chương 3086, Thiên Cơ Sư Công Hội 1. Cái này hẳn là Phong Cốc Thành, giữa lưng vào núi, bốn mùa như xuân, ngũ cốc được mùa, là chỗ sản vật rất phong phú trong phạm vi mấy chục vạn cây số, không ít vật tư của Thánh Tử Điện cũng tới từ nơi này. Rất nhanh, Trương Huyền xác định vị trí. Thời điểm ở Thánh Tử Điện, nhìn qua không ít thư tịch địa lý, nơi này cách Thánh Tử Điện vốn không xa, hơi xác định vị trí, liền có thể biết. Tìm như vậy, khẳng định là tìm không thấy, không bằng dùng thư viện xác định phương vị. Nhìn một hồi, biết chẳng có mục đích như vậy, khẳng định cái gì cũng không tìm tới, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra một bản thư tịch trống không, vẽ ra đường phố bốn phía, phân biệt viết lên tượng khôi thánh ở chỗ này. Thư viện lay động một hồi, lại không xuất hiện thư tịch. Xảy ra chuyện gì, lại mất hiệu lực. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Gần đây thư viện đến cùng là tình huống như thế nào? Không làm rõ ràng được, chẳng lẽ thật cần thăng cấp? Cũng đúng, đã dùng hơn một năm, thiết bị cũ kỹ không chịu nổi a hát. Không đúng, thư viện dưới tình huống bình thường sẽ không mất đi hiệu lực, trừ khi địa phương giấu khung xương, mượn nhờ lực lượng đặc thù, che đậy thiên cơ. Đang cảm xúc, trong lòng đột nhiên khẽ động. Mấy lần trục trặc, có lẽ Lạc Nhược Hy giống như mình, là diễn hư thể, không cách nào dò xét, một thần cùng những người ở Bạch Khê Sơn, thì dùng thủ đoạn đặc thù che đậy hành tung, không chỉ Minh Lý Chi Nhãn không nhìn thấy, thiên cơ sư cũng không cách nào thôi diễn. Giờ phút này, tượng khôi thánh thư viện tìm không thấy, có thể giống như người sau, cũng không phải bị trận pháp đặc biệt ẩn trốn, mà là bị người dùng thủ đoạn đặc thù che đậy thiên cơ. Nếu như vậy, chỉ có một khả năng. Mắt sáng lên, nhìn bốn phía, đi tới trước mặt một tu luyện giả, ôm quyền khom người. Xin hỏi vị đại ca này, không biết thiên cơ sư công hội của Phong Cốc Thành chúng ta ở nơi nào? Thiên cơ sư công hội, ở đằng kia, không đến 2 cây số, kiến trúc thoạt nhìn giống như mai rùa chính là nó. Là một trung niên chừng 40, rất sảng khoái. Đa tạ, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng gật đầu nói một tiếng. Người nghi ngờ là, thiên cơ sư che đậy thiên cơ, dấu tượng khôi thánh. Lạc Nhược Hy cũng kịp phản ứng. Dấu ở trong trận pháp đặc thù, có thể ngăn cách truy lùng, nhưng không cách nào cắt đứt thiên cơ sư suy tính. Trừ khi có người động tay chân, nhiễu loạn thiên cơ, hoặc dùng thủ pháp đặc biệt che đậy. Trương Huyền gật đầu. Không sai. Lạc Nhược Hy giật mình. Tuy hiện nay thánh tử điện cao thủ không nhiều, nhưng tìm vài vị thiên cơ sư cửu tinh còn rất dễ dàng. Để bọn hắn suy tính tung tích của tượng, 89 phần 10 có thể xác định vị trí. Muốn để bọn hắn triệt để tìm không được, chỉ có một phương pháp. Che đậy thiên cơ, có thể làm được điểm ấy, hơn nữa tốc độ mau lẹ như vậy, cái thành phố này, chỉ sợ chỉ có một chỗ. Thiên cơ sư công hội. Biết vị trí, đi chỉ chốc lát, quả nhiên thấy một kiến trúc giống như mai rùa xuất hiện ở trước mắt, mặt ngoài đủ loại hoa văn dày đặc, che đậy lực lượng đặc thù nào đó, để cho thần thức của người ta rất khó dò xét. Có phải ở đây hay không, đi vào liền biết. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền không nói thêm lời, mấy bước đi tới trước cửa chính kiến trúc. Người đến dừng bước, thiên cơ sư công hội, chỉ tiếp thiên cơ sư, không tiếp đãi khách lạ. Một thanh niên đi ra, ngăn ở phía trước hai người. Tại hạ là thánh tử điện điện chủ Trương Huyền, bản điện mất trộm một bảo vật, chuyên tới để tìm quý hội hội trưởng, hy vọng có thể giúp một tay suy tính. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra điện chủ lệnh. Thánh tử điện điện chủ.
Chương 3087, Thiên Cơ Sư Công Hội 2. Thanh niên giật nảy mình, vội vàng ôm quyền. Tiền bối chờ, ta vào trình báo hội trưởng. Nói xong, vội vã đi vào trong. Không được 3 phút, một lão giả tóc đen theo sát ở phía sau đi ra. Không biết Trương Điện chủ đích thân tới, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mời vào. Lão giả bộ dáng 60 tuổi, tu vi thánh vực bát trọng đỉnh phong, người mặc trường bào của Thiên Cơ Sư Công Hội, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Làm phiền hội trưởng, lần này tới, quả thực là có chuyện muốn nhờ. Trương Huyền ôm quyền. Điện chủ khách khí, tên của ngươi những ngày qua như sấm bên tai, không nghĩ tới có thể đích thân đến, thật để cho công hội chúng ta bồng tất sinh huy. Lão giả vừa nói, vừa dẫn đường ở phía trước, hai người Trương Huyền theo sát ở phía sau đi vào gian phòng, mới vừa vào, Lạc Nhược Hy liền nhíu mày, truyền âm tới. Trương Huyền, cẩn thận một chút. Làm sao vậy? Thấy nàng lần đầu tiên chủ động truyền âm nhắc nhở, Trương Huyền quay đầu. Ngươi phát hiện cái gì? Dường như muốn nói chuyện, Lạc Nhược Hy cuối cùng ngừng lại. Không có gì, nhưng cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trương Huyền gật đầu. Đối phương đã nói như vậy, chỉ sợ nơi này không có thái bình như vậy, bàn tay đặt ở trên đai lưng, một khi xuất hiện nguy hiểm, liền trực tiếp động thủ. Bất quá cũng có thể là hắn quá mức lo lắng, đi vào trong đại điện, cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Không biết Trương Điện chủ tới, là vì chuyện gì? Hai bên vào chỗ, lão giả nhìn lại. Là như vậy, tượng khôi thánh của thánh tử điện chúng ta, trước đây không lâu vừa mới mất trộm, căn cứ dấu vết là biến mất ở đây, đã cùng thuộc danh sư đường quản lý, ta muốn làm phiền hội trưởng giúp chúng ta thôi diễn thoáng cái, là bị người nào lấy, giấu ở chỗ nào. Như có thể tìm tới, chúng ta vô cùng cảm kích. Trương Huyền ôm quyền. Hắn nói cực kỳ trực tiếp, ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là, đồ vật của ta mất tích ở chỗ của ngươi, còn xin phiền phức giúp một tay suy tính, nếu không, ngươi sẽ có hiểm nghi rất lớn. Biến mất ở đây. Hội trưởng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Trương Điện chủ, đây là hoài nghi Thiên Cơ Sư chúng ta ẩn giấu bảo vật của Thánh Tử Điện. Cướp đoạt tượng khôi thánh là dị linh tộc, có thể hoàn mỹ ẩn trốn, để cho minh lý chi nhãn của ta cũng không thể dò xét, hơn nữa, thiên cơ cũng không thể thôi diễn, thực sự nghĩ không ra đến cùng còn có ai. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Đồ vật mất đi chỉ là việc nhỏ, liên lụy đến dị linh tộc, báo lên tới danh sư đường, sợ là phiền phức lớn rồi, mong hội trưởng có thể trợ giúp, như vậy cũng có thể rửa sạch nghi ngờ. Trương Điện chủ, ta tôn kính ngươi là Thánh Tử Điện Điện chủ, Trương gia gia chủ, hảo tâm tiếp đãi, nhưng ngươi bỗng dưng ô nhục Thiên Cơ Sư Công Hội, đến cùng có ý gì? Lão giả đột nhiên đứng dậy, sầm mặt lại. Không có ý gì, chỉ là muốn tìm về bảo vật của Thánh Tử Điện mà thôi. Hội trưởng không cần căng thẳng, cũng không cần tức giận, nếu như không quan hệ tới các ngươi, không ngại để ta điều tra một chút, tìm không thấy mà nói, ta sẽ chủ động nhận tội với hội trưởng. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Điều tra, láo xược, Thiên Cơ Sư ta thôi diễn thiên cơ, coi như tổng bộ danh sư đường cũng phải kính trọng 3 phần, ngươi một Thánh Tử Điện Điện chủ, có tư cách gì điều tra? Khuôn mặt lão giả tái nhợt, tức giận run rẩy. Chương 3088, trở mặt với Thiên Cơ Sư Công Hội 1. Tuy Thiên Cơ Sư giống như các chức nghiệp khác, là một loại chức nghiệp đặc thù, nhưng bởi vì năng lực đặc thù, địa vị kính trọng, cho dù là danh sư cũng không dám ép, trước mắt không có bằng chứng, vu cáo hãm hại ngược lại cũng thôi, lại còn muốn điều tra. Quả thực không thể chịu đựng được. Ta quả thực không có tư cách điều tra, có điều dính dáng dị linh tộc, cùng bảo vật của Thánh Tử Điện, dấu vết lại biến mất ở nơi này, để cho ta không nghi ngờ cũng khó khăn. Trương Huyền nhìn qua. Thiên Cơ Sư, từ trước tới nay siêu trần thoát tục, không vướng chuyện đời, chỉ sợ cũng không muốn can dự phân tranh. Dù sao việc này, ta bất kể báo lên tổng bộ danh sư đường, hay báo tin tổng bộ của quý hội, các ngươi cũng sẽ khá phiền toái. Ngươi là đang uy hiếp. Lão giả siết chặt nắm đấm. Uy hiếp, tại hạ là Thánh Tử Điện Điện chủ, đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Bất quá nếu quả thật có dị linh tộc trộm tượng khôi thánh đi vào Thiên Cơ Sư Công Hội, vì nhân tộc an toàn, ta ra tay điều tra, cho dù nháo đến tổng bộ danh sư đường, chắc hẳn cũng không ai nói cái gì. Trương Huyền thản nhiên nói. Thánh Tử Điện Điện chủ, thật đúng là uy phong. Lão giả còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó hai vị lão giả từ cửa bên đi vào. Nhìn về phía hai người này, con mắt của Trương Huyền lập tức nheo lại. Thực lực của hai người này,
hắn vậy mà không nhìn thấu. Hiện tại hắn là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhìn không thấu liền nói rõ. Ít nhất đạt đến đại thánh cảnh. Loại địa phương nhỏ như Phong Cốc Thành, thánh vực bát trọng đỉnh phong chính là cực hạn, thoáng cái toát ra hai vị đại thánh. Muốn nói trước đó chỉ là nghi ngờ, hiện tại cảm thấy khẳng định là có vấn đề. Uy phong ngược lại không có, không biết hai vị là người nào. Tại hạ đang cùng Thiên Cơ Sư Công Hội hội trưởng nói chuyện, mặc kệ nhị vị là ai, cũng xin im miệng. Trương Huyền nói, đại thánh chức nghiệp khác, không mượn Khổng Sư chi huyết, khả năng còn phải kiêng kỵ mấy phần, nhưng Thiên Cơ Sư. Chỉ cần muốn dạy dỗ, một ý niệm mà thôi, không đáng để lo. Tại hạ là phó hội trưởng của Tổng bộ Thiên Cơ Sư Tề Chân. Vị này là trưởng lão Mạc Tần. Tề Chân hất ống tay áo, hừ lạnh nói. Nơi này sẽ không che giấu dị linh tộc, lại không người trộm lấy bảo vật của thánh tử điện các ngươi, không biết trả lời như vậy, có thỏa mãn hay không? Không hài lòng. Trương Huyền đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Trừ khi để cho ta điều tra, nếu không, ngày hôm nay, ta không đi. Ngươi, không nghĩ tới thể hiện rõ thân phận, đối phương còn nói như vậy, con mắt của Tề Chân nheo lại, đang muốn động thủ, hình như có người nói cái gì với hắn, cố nén tức giận, hất lên ống tay áo. Tốt, ngươi có thể điều tra, có điều chỉ cho ngươi 3 phút, mặc kệ có lục soát ra hay không, cũng xin rời đi, chúng ta còn có một tế tự phải làm, sự tình suy tính dính dáng cực lớn, lỡ thời cơ, coi như thánh tử điện, sợ là cũng đảm đương không nổi. 3 phút, tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy, tinh thần khẽ động, lần nữa lấy ra thiên đạo chi thư. Ngoan nhân, điều tra thoáng cái, có thể tìm được khí tức xương ngực hay không? Vâng. Ngoan nhân lên tiếng. Bắt đầu điều tra, mới bắt đầu thân thể khẽ động, giọng nói có chút lo lắng. Chủ nhân, nơi này có chút không đúng, khí cơ hỗn loạn, có loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm? Trương Huyền nhíu mày. Có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, đến cùng là cái gì? Cảm giác biến mất, cũng có thể là ta cảm ứng sai. Sau khi thực lực tổn thất lớn, không có nhạy bén như trước. Ngoan nhân xấu hổ nói. Vừa rồi quả thực rõ ràng cảm ứng được. Nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, tuy nghi ngờ, nhưng cũng có khả năng giống như hắn nói, thực lực tổn thất lớn, thân thể không được đầy đủ, cảm ứng cũng không chuẩn xác. Đừng quản khí cơ hỗn loạn, tìm khung xương của ngươi, nhìn xem có ở đây hay không. Trương Huyền bất đắc dĩ. Thư viện không đáng tin cậy, ngoan nhân cũng bắt đầu không đáng tin cậy, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 3089, trở mặt với Thiên Cơ Sư Công Hội 2. Chẳng lẽ người bên cạnh mình tập thể chúng bùa chú không đáng tin cậy? Bất quá may mắn chính hắn vẫn còn tương đối đáng tin cậy, nếu không tháng ngày thật sự không cách nào qua. Vâng. Ngoan nhân lên tiếng, không để ý trong lòng suy nghĩ lung tung, cảm ứng thoáng cái, đột nhiên thanh âm truyền lại. Chủ nhân, ta cảm ứng được, khung xương, quả thực ở đây, bất quá. Bất quá cái gì? Không nghĩ tới thật ở đây, con mắt của Trương Huyền lập tức nheo lại. Cùng dị linh tộc trộm lấy tượng khôi thánh của thánh tử điện, Thiên Cơ Sư Công Hội rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá khí tức cực kỳ quái dị, trước đó, có tượng khôi thánh áp chế, cảm ứng không rõ rệt, hiện tại cực kỳ rõ ràng, hình như bọn họ đã phá hủy tượng. Ngoan nhân nói, phá hư, xem ra quả thực là vì xương ngực. Trương Huyền hít sâu một hơi. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là đoán, hiện tại đã xác định được. Thiên Cơ Sư Công Hội xa xôi như thế. Thoáng cái toát ra một phó hội trưởng cùng một vị trưởng lão, bản thân cũng làm người ta kỳ lạ, giờ phút này lại phá hư tượng, lấy khung xương ra. Nếu như nói không quan hệ với dị linh tộc, hắn cũng không tin. Ở nơi nào? Trương Huyền nhìn không được nữa, trực tiếp hỏi. Coi như khung xương bị lấy ra, hắn cũng không cảm ứng được. Ngay ở đằng sau đại điện. Ngoan nhân nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía đằng sau đại điện, là một cánh cửa khổng lồ. Đen như mực, thấy không rõ lắm. Vừa định đi qua, đi tới trước mặt cẩn thận quan sát, liền nghe thanh âm của Tề Chân vang lên. Tốt rồi, 3 phút đã đến, Trương Điện Chủ, xin về đi. Về. Trương Huyền cười lạnh. Ta đã xác định, Thánh Tử Điện chúng ta mất tượng khôi thánh ở đằng sau, người bảo ta rời đi, là có ý tứ gì? Xác định, ngươi làm sao xác định? Tề Chân biến sắc. Thiên Cơ Sư Công Hội, có thể thôi diễn thiên cơ. Thánh tử điện ta tự nhiên cũng có biện pháp của mình, tượng khôi thánh mất tích, nếu như chúng ta ngay cả tìm cũng không có phương pháp. Ta làm điện chủ cũng không tránh khỏi quá vô dụng đi.
Trương Huyền khẽ nói. Ngươi, Trương Điện Chủ, công hội chúng ta lập tức tế tự, tiến hành một nghi thức lớn, không rảnh cùng ngươi đấu miệng lưỡi, còn xin rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tề Chân vẫy tay một cái. Không khách khí, làm sao, ngươi còn dám động thủ với ta? Trương Huyền híp mắt lại. Không nghĩ tới Thiên Cơ Sư công hội lớn mật như thế, liên hợp dị linh tộc cướp đi Tượng Khôi Thánh không nói, còn uy hiếp hắn. Nếu như ngươi không rời đi, cũng chỉ có thể như vậy. Tề Chân nhẹ gật đầu, khí huyết trên người trong nháy mắt thiêu đốt lên, chân khí bay thẳng không trung. Lại là một vị thánh vực nhị trọng kim thân cảnh, loại thực lực này, mặc dù so sánh với Hưng Mộng Kiếm Thánh kém một đoạn rất lớn, nhưng đối phó thánh vực cửu trọng đỉnh phong như hắn, đã đầy đủ. Dầm. Thấy hắn muốn động thủ, Trương Huyền đang định lấy ra Long Cốt Thần Thương, liền nghe một tiếng nổ vang kịch liệt, nóc nhà hình dáng mai rùa nứt ra, một bóng người thẳng tắp từ chỗ tổn hại vọt vào. Ngột Thần. Không phải người khác, chính là đồng tử của Lạc Nhược Hy, Ngột Thần. Vị đồng tử này sau khi ra di tích của Nhiễm Cầu Cổ Thánh ở Bạch Khê Sơn, nói có chuyện xử lý, liền trực tiếp rời đi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chương 3090, một sách đập chết cổ thánh 1. Ra tay. Đang nghi ngờ, liền nghe Tề Chân hét lớn một tiếng, cùng Mạc Tần đồng thời đứng dậy, thẳng tắp đánh về phía Ngột Thần. Hừ. Ngột Thần nhíu mày, bàn tay bỗng nhiên đè ép xuống dưới. Tạch tạch. Không gian ngưng kết, Tề Chân, Mạc Tần còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng ngực, miệng phun máu tươi bay ngược trở về, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất. Mặc dù bọn họ cũng là đại thánh nhị trọng, nhưng so sánh với Ngột Thần còn kém quá nhiều, căn bản không chống lại được. Tê Lạp. Một trưởng đánh bay hai đại trưởng lão, Ngột Thần như không thấy được Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy, bỗng nhiên bắt tới đằng sau cung điện, không gian sụp đổ, kiến trúc hủy hoại. Ô ô ô. Đúng lúc này, một cây bút lông từ trong kiến trúc phá hư bay ra, điểm tới trên không, ngay sau đó thanh âm leng keng vang lên, không gian xuất hiện gợn sóng, sao động ra. Là bốn dị linh tộc kia. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Thủ đoạn tấn công như thế này, hắn hết sức quen thuộc, chính là bốn người ở trong di tích Nhiễm Cầu Cổ Thánh. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây. Xem ra sau khi Ngột Thần rời đi, không biết dùng phương pháp gì, tìm được tung tích của bốn người, một mực theo đuổi tới nơi này. Động thủ cứu người. Trương Huyền nhíu mày, chảo bên hông một cái, Long Cốt Thần Thương lập tức bay ra ngoài, thẳng tắp đâm tới bút lông. Đinh 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 đinh. Liên tục mấy tiếng giao kích, Trương Huyền liên tục lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch. Không có kích hoạt khổng sư chi huyết, chỉ bằng vào Long Cốt Thần Thương, căn bản không chống lại được. Dầm. Hắn bên này mới vừa lui ra sau, một thanh âm vang lên, thanh niên trắng nõn bỗng nhiên từ chỗ ẩn thân vọt ra, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mượn nhờ sóng âm cùng bút lông công kích, thẳng tắp đâm tới Ngột Thần. Kiếm khí tung hoành. Trong tích tắc làm người ta cảm giác giống như mù lòa, như trong thiên địa chỉ có thanh trường kiếm kia tồn tại, không khí phát ra thanh âm nghẹn ngào, bốn phía xuất hiện vết rách đen kịt. Thanh niên trắng nõn vừa ra tay liền dùng hết toàn lực, so với lúc trước ở trong di tích Nhiễm Cầu Cổ Thánh, cảm giác còn cường đại hơn mấy phần. Nhưng hắn mạnh, Ngột Thần mạnh hơn. Hừ, Ngột Thần quát lạnh một tiếng, híp mắt lại, cũng không bối rối, bàn tay lần nữa ép xuống. Vết rách mắt thường có thể thấy được chữa trị, thanh niên trắng nõn tay cầm trường kiếm, thoạt nhìn uy lực có 102, lập tức cứng ngắc ở không trung, trong nháy mắt vậy mà không tiến lên được. Hảo công phu! Trương Huyền nhìn không được khen ngợi. Mới vừa rồi còn lo sợ, không nghĩ tới Ngột Thần cường đại như vậy. Xem như hắn thiêu đốt khổng sư chi huyết, gặp phải chiêu này của thanh niên trắng nõn, chỉ sợ cũng không thể hóa giải tốt hơn hắn bao nhiêu. Phần phật! Bên này vừa mới hô xong, phía dưới lần nữa nổ vang, lại có mấy người thẳng tắp xông lên, mấy người kia vừa xuất hiện, sát lục chi khí liền hiện ra, cho người ta một loại cảm giác như vào sa trường. Là dị linh tộc. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại, lập tức rõ ràng, những người này tất cả đều là dị linh tộc. Không nghĩ tới, thoáng cái toát ra nhiều như vậy, hơn nữa còn không ngụy trang. Nơi này là Thiên Cơ Sư công hội, không chỉ có thể che đậy khí tức, ngay cả thiên cơ cũng có thể che đậy. Tự nhiên không cần ngụy trang. Thời gian nháy mắt Trương Huyền liền hiểu được. Trước đó ở trong di tích Nhiễm Cầu Cổ Thánh, còn phải giả bộ một chút, dù sao trong đó có cổ thánh lưu lại trận pháp cùng đồ vật, có thể tiến hành áp chế, mà ở nơi này, là Thiên Cơ Sư công hội, che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Khổng sư chi huyết,
biết chậm thêm một hồi, một thần rất có thể sẽ bị chém giết, cũng không để ý tới cái khác, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đốt cháy giọt Khổng Sư chi huyết cuối cùng. Mặc dù thứ này là dùng bảo vệ tính mạng, nhưng loại tình huống trước mắt, không ra tay mà nói, không chỉ một thần chết, mình cùng Lạc Nhược Hy chỉ sợ cũng khó may mắn sống sót. Ầm ầm, Khổng Sư chi huyết vừa bị kích hoạt, lực lượng trong cơ thể nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, Trương Huyền tay cầm Long Cốt Thần Thương, tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt một dị linh tộc. Chết! Không chút do dự, trường thương phá không bắn ra. Lần trước lòng dạ đàn bà, để bốn người này trốn, lần này tuyệt không cho phép loại chuyện đó phát sinh. Giống! Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cao thủ cường đại như thế, dị linh tộc này lại không để ý tới tấn công một thần, bỗng nhiên xoay người, một cỗ sát khí thẳng tắp xông tới, cùng thời khắc đó, móng vuốt nâng lên, bỗng nhiên đập xuống Trương Huyền. Phốc! Chương 3091, một sách đập chết cổ thánh 2. Bất quá, Trương Huyền là thực lực nào, há có thể để nó toại nguyện. Một thương đâm xuyên qua bàn tay, sau một khắc đã xuyên thấu trái tim. Trường thương bỗng nhiên quấy một cái. Bành! Trong nháy mắt, dị linh tộc trực tiếp nổ tung, hóa thành một cục thịt bùn. Một siêu cấp cường giả đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh, bị chém giết tại chỗ. Giống! 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 Nhìn thấy đồng bạn thoáng cái bỏ mình, còn lại vài dị linh tộc dường như cũng có chút khiếp sợ, tất cả đều đồng loạt lao đến. Hừ! Trương Huyền híp mắt lại, trường thương vẫy một cái, thương hóa thần long, vọt tới một người trong đó. Đồng thời chập ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Định. Dầm. Không gian bốn phía lập tức bị phong cấm, tựa như đóng băng. Dị linh tộc mới vừa vào tới, không nghĩ tới vị trước mắt này nắm giữ sức chiến đấu cường đại như thế, muốn chạy trốn đã không kịp, bị phong cấm không gian khóa lại, không thể động đậy. Tạch tạch. Một thương xuyên đầu, thi thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Liên tục chém giết hai dị linh tộc, áp lực của một thần giảm bớt. Một trường đánh bay trường kiếm của thanh niên trắng nõn, lại một trường đánh gãy dây đàn, sau đó lăng không chảo một cái. Ông! Một bộ xương ngực hoàn chỉnh bay lên. Cái xương ngực này óng ánh long lanh, tựa như ngọc thạch, đã không còn sát lục chi khí, ngược lại cho người ta một loại khí tức thánh hiền. Chủ nhân, là của ta! Ngoan nhân gấp gáp la lên. Quá tốt rồi! Thấy giá xương quả nhiên ở đây, hơn nữa ở dưới tượng khôi thánh áp chế biến thành như vậy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, không còn cố kỵ, cổ tay rung lên, thiên đạo chi thư lập tức bay về phía khung xương. Phần phật. Trước đó đầu, xương ngón tay đều có ý niệm độc lập, phòng ấn khá phiền toái, thời khắc này xương ngực bị khôi thánh mượn nhờ thánh tử điện tôi luyện không có một chút tạp chất, thu lên cực kỳ đơn giản. Chỉ thoáng cái, liền xuất hiện ở trong thiên đạo chi thư, một thần cũng ngẩn ngơ. Ha ha, ta muốn đột phá, chủ nhân, ta ngủ say trước, ngươi phải cẩn thận. Phần phật. Ngay sau đó ý niệm của ngoan nhân biến mất. Xem ra giống như trước đó, thôn vệ khung xương, ý niệm lâm vào ngủ say. Khi nó tỉnh lại, thực lực nhất định đột phá đại thánh. Thấy khung xương hoàn chỉnh bị hấp thu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, một thương đâm thủng một dị linh tộc, vừa định chém giết cái cuối cùng, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại xông thẳng lên trời. Cỗ lực lượng này giống như muốn lật tung thiên địa, cho người ta một loại cảm giác xé rách không trung. Chẳng lẽ là, cổ thánh? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hắn kích hoạt Khổng Sư chi huyết, đã khí thức vô địch dưới cổ thánh, nhưng ở trước mặt cỗ lực lượng này, vẫn giống như con muỗi nhỏ yếu, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của khí thức cường đại cỡ nào. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ thánh trong truyền thuyết, mới có thể nắm giữ. Vội vàng nhìn lại phương hướng truyền ra, ngay sau đó nhìn thấy một dị linh tộc đồ sộ thẳng tắp bắt tới Lạc Nhược Hy. Nhược Hy, cẩn thận! Đồng tử của Trương Huyền co rút lại, bạo giống một tiếng. Một khi bị nó đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cơ sư công hội, vậy mà ẩn giấu một cổ thánh. Hơn nữa còn là dị linh tộc, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Đáng ghét! Chết! Hét lớn một tiếng, cũng kìm nén không được. Hô! Một quyển sách từ mi tâm bay ra. Lạch cạch! Thẳng tắp đập ở trên đầu dị linh tộc. Giống rát, đùng chít chít. Trong ánh mắt kinh ngạc, cổ thánh dị linh tộc không có chút phản kháng nào, nằm trên mặt đất, cắt đứt hô hấp. Thẳng đến trước khi chết, nó cũng không nghĩ thông suốt, thực lực của nó cường đại như vậy, lại bị một quyển sách đập chết. Chương 3092, danh sư đường phản bội nhân tộc. 1. Bốn phía yên tĩnh.
ngay cả thanh niên trắng nõn ở trên không đang chiến đấu với Ngột Thần cũng bối rối, đình chỉ chiến đấu, nhìn dị linh tộc nằm trên mặt đất, bị một sách đập chết, nói không ra lời. Vừa rồi khí tức bạo tăng, bọn họ đều cảm nhận được, một cổ thánh, cường giả đỉnh phong nhất đương đại, vừa mới ra sân, chỉ nói giống rát, còn chưa kịp đại triển hùng uy, liền ợ dám. Cũng quá giận cả người đi. Cổ thánh, tung hoành thiên địa, mặc dù không nói vạn cổ bất diệt, nhưng cũng có thể làm được tích huyết trùng sinh, chỉ cần thọ nguyên không đến, hầu như có thể nói, căn bản giết không chết, bây giờ bị một quyển sách đập trúng đầu, nguyên thần sụp đổ, mặt mũi khuất nhục, một tia khí tức cũng không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc nào cổ thánh cũng giống như trứng gà, tùy tiện đụng một cái liền bể nát. Quyển sách kia đến cùng là cái gì? Tên này lại từ đâu lấy ra? Đi! Vẻ mặt thanh niên trắng nõn trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Cổ thánh cũng không chịu nổi một đòn, hắn tự nhiên càng không cần phải nói, tràn đầy kinh hoàng, cũng kìm nén không được, xé ra một cái phù lục, không gian xuất hiện vết rách. Trốn chỗ nào? Trương Huyền nhíu mày, ngón tay điểm một cái, muốn phong ấn không gian. Để bọn hắn đi. Còn không có điểm ra, một truyền âm dồn dập vang lên, Trương Huyền nhìn lại chỉ thấy Lạc Nhược Hy cau mày lắc đầu. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn thu hồi lực lượng. Ông. Không khí chấn động, mấy người phối hợp với thanh niên trắng nõn cũng xé phù lục, biến mất tại nguyên chỗ, thời gian nháy mắt, toàn bộ Thiên Cơ Sư Công Hội chỉ còn lại có đám người Tề Chân. Vì cái gì? Biết những người này chạy trốn, lại khó đuổi theo, Trương Huyền hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía nữ hài. Gấp gáp khuyên can như vậy, nhất định có mục đích. Bọn họ thật muốn chạy trốn, ngươi không phong cấm được. Lạc Nhược Hy nhàn nhạt trả lời. Coi như không phong cấm được, ít nhất cũng có thể chém giết một tên. Trương Huyền cắn răng. Đối phương cũng là sức chiến đấu mạnh nhất dưới cổ thánh, tuy có thể phong cấm không gian, nhưng lấy thủ đoạn cùng năng lực của đối phương, phá vỡ sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian, chạy trốn là không thể tránh né, nhưng trước thời hạn có chuẩn bị, chỉ cần toàn lực chém giết, chơi chết một hai cái, vẫn có niềm tin. Giết chết một hai cái không quan trọng. Lạc Nhược Hy lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mặt khác, vừa rồi nơi này không chỉ một vị cổ thánh. Không chỉ một vị. Trương Huyền sững sờ, đồng tử kìm lòng không được co rút lại. Ngươi nói, vừa rồi nơi này mai phục mấy vị cổ thánh. Ít nhất ba vị, có điều nhìn thấy ngươi một sách đập chết một vị, biết không địch lại, đã xoay người rời đi. Nếu như cưỡng ép lưu lại bọn họ, ta sợ gây trở mặt. Xem như ngươi, chỉ sợ cũng không có năng lực đối kháng. Lạc Nhược Hy nhìn qua. Ta. Trương Huyền không cách nào trả lời. Chỉ có một bản thiên đạo chi thư, là truyền thụ Lạc Huyền Thanh không gian chân giải, được đối phương cảm kích mới xuất hiện, thật lại đến một vị cổ thánh, quả thực không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có bị động nhận lấy cái chết. Cổ thánh chết trên đất kia, tuy còn không có bày ra thực lực liền treo, nhưng vừa rồi tỏa ra khí tức, tự mình cảm thụ, loại cường giả cấp bậc này, đối phó hắn thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ bằng vào khí tức liền có thể để hắn không cách nào chống lại. Bị nghiền ép mà chết. Chương 3093, danh sư đường phản bội nhân tộc. 2. Cổ thánh, không chỉ là nói một chút, nếu không có lực lượng siêu tuyệt, cũng không có khả năng nắm giữ lực ảnh hưởng cùng lực chấn nhiếp lớn như vậy. Chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền tràn đầy không hiểu. Cổ thánh không phải đều rơi vào trạng thái ngủ say sao? Vì sao dị linh tộc có thể phái nhiều cổ thánh tới như vậy? Danh sư đường cũng không có chút phát giác nào. Dựa theo tình huống bình thường, đó căn bản là sự tình không thể nào. Trừ khi, toàn bộ danh sư đường đều làm phản rồi. Hẳn là tổng bộ thiên cơ sư làm, bọn họ lợi dụng phương pháp đặc thù, che đậy thiên cơ, che đậy hành tung của những cổ thánh này, cho dù là danh sư đường cũng không phát hiện ra được. Nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn, một thần đi tới trước mặt. Hơn nữa, tuyển ở chỗ này, cũng không tới gần thánh tử điện. Cũng không có danh sư đường mạnh mẽ, xuất hiện chút biến cố, cũng rất khó để cho người ta phát hiện. Trương Huyền lặng im không nói. Phong Cốc Thành, giữa núi gần sông, ngũ cốc được mùa, nguyên nhân chính là như vậy, giống như Trương gia, Lạc gia, có tổ chức thuộc về mình. Danh sư đường không tiện can dự, cho nên tuy thành phố này rất rộng, lại không có phân bộ danh sư đường. Bởi vậy, nơi này thật là chỗ thích hợp nhất. Cho dù có thiên cơ sư trợ giúp, có thể che lấp khí tức của dị linh tộc, nhưng dị linh tộc ở trong địa quật, muốn đi ra, nhất định phải đột phá Khâu Ngô cổ thánh lưu lại phong ấn. Mà mỗi địa quật đều có danh sư trấn thủ.
cũng không thể không phát giác ra đi. Trương Huyền nhìn qua, ta cũng không biết, sau khi tiểu thư, Trương sư rời đi, ta cũng đang điều tra loại tình huống này, chỉ bất quá không có bất kỳ manh mối. Ngột thần cau mày, nói trắng ra cũng không khó hiểu. Lạc Nhược Hy nhìn qua, danh sư đường có người trợ giúp. Thân thể Trương Huyền chấn động. Vừa rồi hắn cũng nghĩ đến, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Danh sư đường, có thể làm được điểm này, ở trong đường nhất định có thân phận và địa vị cực cao. Đến cùng là ai, tại sao lại phản bội nhân tộc? Những dị linh tộc này, 8-9 phần 10 là vì xương ngực của ngoan nhân mới tới. Đối phương gấp gáp tìm kiếm xương ngực như vậy, không tiếc đi tới danh sư đại lục, chỉ sợ những bộ phận khác của ngoan nhân đã bị tìm đầy đủ. Sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc. Ngoan nhân, xem như một trong mấy hoàng giả đỉnh phong nhất trước kia của dị linh tộc, cướp đoạt khung xương của nó, cũng không cần cổ thánh đích thân tới. Huống chi những cổ thánh này giấu ở đây, giống như trước đó mai phục, cho dù là hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra sau này ngay cả danh sư đường cũng phải cẩn thận một chút. Vốn còn nghĩ báo chuyện nơi đây lên tổng bộ danh sư đường, có điều hiện tại xem ra, nên chỉ hoãn thoáng cái. Chưa hề đi qua tổng bộ danh sư đường, không biết đến cùng ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ngộ nhỡ tin tức không có truyền lại, danh sư chân chính không có nhận được, ngược lại truyền đến trong tay gian tế. Toàn bộ nhân tộc sẽ đối mặt tai nạn càng lớn, cho nên thế cục bây giờ là, tất cả đều phải cẩn thận. Xem ra danh sư đường cũng không đáng tin cậy, nhất định phải nhanh chỉnh hợp tài nguyên trong tay, Trương gia, Lạc gia, Thánh tử điện, Chiến sư đường. Nếu không dị linh tộc thật toàn diện xâm lấn, ai cũng không chống lại được. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Tổng bộ danh sư đường xảy ra vấn đề, để cho người ta không kịp chuẩn bị, hiện tại tình hình nguy cơ, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp chỉnh hợp lực lượng đã có, hy vọng dị linh tộc không có xâm lấn nhanh như vậy. Trương Huyền, cổ thánh một thân là bảo, đại gia hỏa này, mặc dù chỉ vừa mới bước vào cổ thánh, thuộc về cấp thấp nhất, nhưng thi thể cũng là một bảo tàng khổng lồ. Thấy hắn suy nghĩ, Lạc Nhược Hy nói. Ngươi có muốn hay không? Chương 3094, Tôn Cường bành trướng 1. Bảo tàng. Lúc này Trương Huyền mới kịp phản ứng. Lần này không chỉ dung hợp xương ngực của ngoan nhân, còn đánh chết một cổ thánh. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù chết, cũng là bảo tàng khổng lồ, vô số người thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể luyện chế thành vô hồn kim nhân, liền phát đạt. Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Hắn tiếp nhận vu hồn sư truyền thừa hoàn chỉnh, biết phương pháp luyện chế vô hồn kim nhân, nếu lấy thi thể này làm nguyên vật liệu, chẳng phải chứng minh, chỉ cần vu hồn ly thể tiến vào bên trong, liền nắm giữ sức chiến đấu của cổ thánh. Nếu thực như thế, tung hoành thiên địa lại có gì sợ hãi? Vừa tiêu hao khổng sư chi huyết cùng thiên đạo chi thư sạch sẽ, đang cảm thấy nhức nhối, nhưng nếu có thứ này luyện chế thành kim thân, tất cả đều đáng giá. Cái này đích xác là một bảo tàng, ta lấy đi. Thấy Lạc Nhược Hy cùng một thần không có ý xuất thủ, Trương Huyền nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không chảo một cái, tinh thần khẽ động, trước thu vào chữ vật giới chỉ, lại phát hiện giống như đang di động một ngọn núi lớn, tinh thần gần như hao hết, thi thể lại không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Trương Huyền khó tin. Tinh thần lực của hắn, tuy nói không mạnh, nhưng cũng đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ không gian. Nhưng ngay cả một thi thể cũng không thu vào nhẫn được, nên có chút khó mà tin nổi. Thử lực lượng một chút. Chân khí tuôn ra, lập tức bao bọc thi thể trước mắt, bỗng nhiên nâng lên, nhất thời cảm thấy trên đầu chảy ra mồ hôi. Cái này. Con mắt Trương Huyền trợn tròn. Hắn gần như hao hết chân khí toàn thân, vậy mà không cầm thi thể lên được. Phải biết hiện tại lực lượng của khổng sư chi huyết hắn còn chưa hao hết, nói cách khác. Còn nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh. Đại thánh nhị trọng kim thân cảnh, thân thể trải qua rèn luyện, sẽ thay đổi cực kỳ nặng nề, trở thành cổ thánh càng thêm cường đại, đừng nói chém giết, không đạt tới cùng cấp bậc, ngay cả thi thể cũng không thể phá hư. Thấy hắn như vậy, Lạc Nhược Hy cười cười. Như vậy chẳng phải chứng minh, muốn thu vào không gian chữ vật cũng làm không được. Trương Huyền buồn bực. Mới vừa rồi còn nghĩ, luyện chế thi thể này thành vô hồn kim nhân, để hắn nắm giữ sức chiến đấu cổ thánh, nhưng bây giờ, ngay cả thi thể cũng không cầm lên được, đừng nói khống chế, động cũng không có cách nào động. Dưới tình huống bình thường, là hết cách rồi, nhưng long cốt thần thương của ngươi từng là thần binh của cổ thánh, mặc dù bây giờ bị phong ấn lực lượng, nhưng để nó mang vào chữ vật giới chỉ vẫn là rất đơn giản.
Lạc Nhược Hy nói. Đúng à. Trương Huyền vỗ trán một cái, lúc này mới kịp phản ứng. Làm sao lại quên chuyện này chứ, lực lượng của hắn là không đủ, nhưng Long Cốt Thần Thương mạnh mẽ a hát. Tùy tiện vung giọt nước, cũng có thể đánh giết thánh vực cửu trọng đỉnh phong, lực lượng mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng. Bàn tay đưa về phía trước, vỗ trường thương một cái, thân thương đen kịt lập tức hóa thành trường tiên, cuốn lại thi thể cổ thánh trên mặt đất. Hô! Sau một khắc, đã xuất hiện ở trong chữ vật giới chỉ. Quả nhiên có thể. Thấy Long Cốt Thần Thương làm được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía đám người Tề Chân, vẻ mặt âm trầm. Đường đường thiên cơ sư, vậy mà đầu nhập vào dị linh tộc, quả thực tội không thể tha. Ầm ầm, tinh thần khẽ động, mấy đạo lôi điện đồng thời bổ xuống, đám người Tề Chân lập tức bị nhốt ở trong đó, thống khổ không ngừng kêu thảm. Bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, đại điện Mai Rùa bị lôi điện đánh cho vỡ vụn, toàn bộ thiên cơ sư công hội lâm vào trong thiên kiếp trừng phạt. Thiên cơ sư, vốn chiếm lấy thiên cơ, bị thiên đạo kiêng kỵ, lúc này lại còn dám đầu nhập vào dị linh tộc, có thể nói quả thực tự tìm cái chết. Cảm giác dẫn tới lôi điện hủy diệt công hội, tư duy lần nữa rõ ràng không ít, thư viện hình như có chỗ tiến bộ, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lấy ra ngọc bài đưa tin, gọi đám người chiêm sư tới. Chương 3095, Tôn Cường Bành Trướng 2. Thời gian không dài, đám người chiêm sư, cát sư liền bay tới. Mấy thiên cơ sư này giao cho các ngươi, thông đồng dị linh tộc, trộm lấy tượng khôi thánh đúng là bọn họ làm, nghĩ biện pháp thẩm vấn ra mục đích. Nói xong khoát tay áo. Vâng. Đám người chiêm sư tràn đầy nghi ngờ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Tuy không bắt được thủ phạm trộm lấy tượng, nhưng làm rõ nguyên nhân, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra nội tình cùng mục đích của dị linh tộc. Loại sự tình này, giao cho thánh tử điện xử lý, so với hắn xử lý càng tốt hơn. Cũng sẽ không cần quan tâm quá nhiều. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng trở lại Trương gia, nghĩ biện pháp hóa giải hai nhà Trương Lạc mâu thuẫn, lại ứng đối nguy cơ sắp tới. Dị linh tộc ngay cả cổ thánh cũng xuất hiện, hắn cũng không cho rằng Trương gia chỉ còn lại có một vị cổ thánh, ở trong đại loạn có thể may mắn thoát khỏi. Hô! Rời thiên cơ sư công hội, mượn nhờ một thần mở ra thông đạo, thời gian không dài trở lại Trương gia. Huyền Nhi, ngươi trở về. Thấy hắn xuất hiện, đám người Hưng Kiếm Thánh tới đón. Vị này là Nhược Hy cô nương, lớn lên thật xinh đẹp, đến bên này. Nhìn thấy nhi tử mang theo nữ hài về, Mộng Kiếm Thánh hưng phấn đến con mắt sắp lóe ra hoa. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Lạc Nhược Hy hơi đỏ mặt, muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì, đành phải nhìn về phía Trương Huyền, cầu cứu hắn. Trương Huyền lại làm bộ như không nhìn thấy. Vị này là Hưng Kiếm Thánh chỉ một thần. Ở Lạc gia, bọn họ tận mắt chứng kiến qua vị đồng tử này mạnh mẽ, loại cường giả này, cũng muốn nhận thức một chút. Hắn kêu một thần, là đồng tử của Nhược Hy. Trương Huyền gật đầu. Vừa mới giới thiệu xong, Hưng Kiếm Thánh còn không kịp trả lời, liền nghe một tiếng hử vang lên. Đồng tử, vậy cũng là người làm. Về sau tiểu thư các ngươi cùng thiếu gia nhà ta thành thân, nghe ta điều khiển là được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Cường chẳng biết lúc nào đi tới. Vỗ bả vai đồng tử, vẻ mặt thỏa mãn. Ở Liên minh Đế quốc, Tôn Cường được đưa tới đây, để hắn theo Trịnh Dương tu luyện, sau khi đám người Triệu Nhã xảy ra chuyện, vì lý do an toàn, Trịnh Dương, Vương Dĩnh cũng tới Trương gia, Tôn Cường tự nhiên cũng đi theo tới. Người quản gia này, biết thiếu gia nhà mình hiện tại là Trương gia tộc trưởng, càng là thánh tử điện điện chủ, hùng tâm trước kia khôi phục lần nữa, nhất cử nhất động, đều tràn đầy tự tin. Cho người ta một loại phong phạm của quản gia đại gia tộc mới có. Nghe người điều khiển. Một thần một đầu là sao? Không sai, như thế nào, còn không nguyện ý. Nói cho người biết, ta là quản gia duy nhất của thiếu gia, dám không nghe mà nói, giáo huấn người một trận, chắc hẳn cũng không ai dám nói cái gì. Thấy hắn mất hứng, Tôn Cường nhướng mày, nhắm đầu của đối phương vỗ một cái, khẽ nói. Một đồng tử mà thôi, gặp phải quản gia như, còn không ngoan ngoãn nghe lời. Dám cau mày, tin ta đánh ngươi một trận để rõ quy củ hay không? Cái này, không nghĩ tới quản gia của nhi tử không đáng tin cậy như vậy, đám người Hưng Kiếm Thánh, Mộng Kiếm Thánh khóe miệng co giật, thiếu chút nữa ngất đi. Cái đồng tử này, xông vào Lạc gia, vô số trưởng lão cũng không phải đối thủ, người một gia hỏa mới vừa đến thánh vực. Dám xuống tay đánh người, là ngại chết chậm sao? Trương Huyền cũng che cái trán, hận không thể có một cái lỗ đất chui vào.
Tên khốn kiếp này, trước mấy ngày còn bị đả kích dục tiên dục tử, làm sao bây giờ lại bắt đầu bành trướng? Chương 3096, Nam Cung Nguyên Phong đến Trương Gia 1. Mọi người khiếp sợ thời gian không dài, Tôn Cường liền cảm thấy bản thân không cần lực lượng cũng có thể bay, sau đó liền biến mất ở chân trời, không thấy tung tích. Thấy Ngột Thần chỉ để hắn bay tự do, cũng không ra tay độc ác, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Gia hỏa này, ngày ngày muốn trang bức, nói thật, cũng đã sớm muốn đánh một trận, cho chút dạy dỗ. Thật không biết mình một chủ nhân khiêm tốn như vậy, tại sao có thể có quản gia thích trang bức thế kia? Tuyển người không có ánh mắt a hát. Xem ra sau này, phải tuyển quản gia đáng tin cậy một chút mới được, ít nhất cũng phải giống như Ngột Thần, rất nhiều chuyện không cần mình ra tay, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, không giống cái tên này, cản trở không nói, còn ngày ngày gây phiền toái. Suy nghĩ một chút cũng nóng nảy. Tộc trưởng, Lạc gia Lạc Thiên Nhai kế nhiệm gia chủ, nghe nói hắn lĩnh ngộ phong cấm chân giải, lần này tới là muốn khiêu chiến ngươi, ra oai phủ đầu cho Trương gia chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn mời danh sư Đường tiến hành dự lễ, muốn bọn hắn chủ trì công đạo. Đi vào đại điện ngồi xuống, một vị trưởng lão ôm quyền nói. Cái này, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Chuyện này ta biết, lần này trở về, chính là vì xử lý chuyện này. Phong cấm chân giải, là tuyệt học đỉnh phong nhất của Lạc gia, một khi thi triển, không gian cũng có thể giam cầm, làm cho không người nào có thể phản kháng, xem như chúng ta muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng như vậy. Huyền Nhi, người phải cẩn thận. Vẻ mặt Hưng Kiếm Thánh nghiêm túc. Cùng Lạc gia làm bạn nhiều năm, biết thực lực và át chủ bài của đối phương, phong cấm chân giải, ở toàn bộ đại lục, cũng được cho đỉnh phong nhất. Tuy nhi tử cùng cấp bậc vô địch, chiến lực có 102, nhưng gặp phải loại cường giả thực lực này, muốn thắng được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lạc gia bị từ hôn ở trước mặt mọi người, mặt mũi hao tổn, lần này tới, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Lạc Thiên Nhai này, trước đó chưa từng nghe tên, nhưng nghe nói cùng cấp bậc, đánh bại cường giả của chư tử Bách gia. Trưởng lão trước đó nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Đánh bại cường giả của chư tử Bách gia, bọn họ hiện thân rồi. Mộng Kiếm Thánh còn chưa biết tin tức này, nhíu mày. Bọn họ hiện thân ở Lạc gia, không người có thể địch, Lạc Thiên Nhai bỗng dưng xuất hiện cùng cấp bậc đánh bại không nói, huyết mạch càng đạt đến 9, một lần đặt vững địa vị gia tộc đệ nhất nhân, mới được xác lập làm tộc trưởng. Vị trưởng lão này nói, hai nhà Trương Lạc, trước đó giao hảo, lẫn nhau đều có tin tức lưu thông. Lại thêm Lạc gia cũng không có tận lực giấu giếm, cho nên mặc dù mới qua hơn 2 ngày, nhưng trưởng lão chịu trách nhiệm thám thính tin tức đã biết. Chư tử Bách gia, được Khổng sư truyền thừa, cùng cấp bậc không nói vô địch, nhưng xem như chiến sư, muốn thắng được cũng khó khăn. Lạc Thiên Nhai có thể nhẹ nhõm đánh bại, thực lực quả thực không thể khinh thường. Nghe xong giải thích, trong mắt Mộng Kiếm Thánh tràn đầy lo lắng. Cái kia, Trương Huyền gãi đầu một cái, mặt mũi bất đắc dĩ. Nếu như ta nói, Lạc Thiên Nhai là ta, các ngươi tin không? Đừng nghịch, đối phương nắm giữ huyết mạch tinh thuần nhất của Lạc gia, làm sao có thể là ngươi? Mộng Kiếm Thánh lắc đầu. Con trai của nàng nắm giữ huyết mạch của nàng, trước đó liền nghiệm chứng qua, Lạc Thiên Nhai có thể lên làm gia chủ, hơn nữa nghiệm chứng huyết mạch, hai người tuyệt đối không thể là một. Cái này, Trương Huyền im lặng, nói thật lại không ai tin. Trương Huyền đang muốn giải thích, liền nghe trên không có tiếng gió gào thét, ngay sau đó một thanh âm lang lãng phá không vang lên. Chương 3097, Nam Cung Nguyên Phong đến Trương gia 2. Chư tử Bách gia Đại Nho Đường, Nam Cung Nguyên Phong, Đạm Đài Trấn Thanh, mang theo vãn bối đến đây viếng thăm Trương gia gia chủ. Sao bọn họ lại tới đây, thương thế tốt rồi sao? Trương Huyền sững sờ, vội vàng đi ra ngoài điện, những người khác cũng theo sau. Ngẩng đầu nhìn trên không, ngay sau đó nhìn thấy Nam Cung Nguyên Phong lơ lửng ở trên không, bên cạnh hắn là một trung niên nhân hơi béo, dáng người to mập, hơn nữa dung mạo xấu xí, đằng sau thì là một đám đệ tử, đạt đến 8 vị. Đạm Đài Trấn Thanh, chẳng lẽ là hậu nhân của Tử Vũ Cổ Thánh? Trương Huyền nhíu mày. Tử Vũ Cổ Thánh, họ kép Đạm Đài, trong truyền thuyết tướng mạo cũng không anh tuấn, Khổng sư từng nói. Trông mặt mà bắt hình dong, thất chi Tử Vũ. Nhưng không nghĩ tới hậu nhân cũng như vậy. Trong lòng Trương Huyền nghi ngờ, nhìn kỹ mấy người, thời khắc này khuôn mặt Nam Cung Nguyên Phong hơi trắng bệch, bốn đệ tử của hắn cũng có chút ốm yếu, xem ra thương thế còn chưa khỏi hẳn. Không đúng. Tuy một quyền của ta đánh bay hắn, nhưng hẳn không gây thương tổn bao nhiêu,
làm sao bộ dáng thảm như thế? Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Thời điểm tỉ thí với đối phương, cũng không mượn nhờ Khổng Sư chi huyết, mặc dù một quyền toàn lực, để Nam Cung Nguyên Phong bị tổn thương nhất định, nhưng mở ra phong ấn liền không sao. Làm sao giờ phút này thoạt nhìn, thương thế của Nam Cung Nguyên Phong nặng như vậy? Tại hạ Trương gia gia chủ Trương Huyền, cung nghênh mấy vị, mời xuống nói chuyện đi. Biết lúc này không phải thời điểm xoắn suýt, Trương Huyền ôm quyền, cất cao giọng nói. Được. Thấy hắn hiểu lễ tiết, đám người Nam Cung Nguyên Phong cũng không nói nhiều, thân thể vụt qua, từ không trung bay xuống. Mời vào bên trong. Trương Huyền mỉm cười, đi đầu vào đại điện. Phân chủ khách ngồi vào chỗ, Nam Cung Nguyên Phong mở miệng. Vì phòng ngừa xuất hiện phiền phức, lão phu liền trực tiếp nói rõ mục đích đến đi. Khổng miếu mở ra, trừ tử bách gia ta cũng muốn tiến vào bên trong, chiêm ngưỡng tiên thánh lưu lại di tích, nghe nói Trương gia nắm giữ một truyền thế thiên phù, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Chỉ cần các người nguyện ý lấy ra, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi, nguyện ý lấy bảo vật giá cả ngang nhau trao đổi. Muốn truyền thế thiên phù, tuyệt đối không thể, Trương gia ta cũng muốn đi vào khổng miếu, cái này không có chỗ trống thảo luận. Nghe được yêu cầu của hắn, Hưng Kiếm Thánh sầm mặt lại. Còn tưởng rằng muốn làm gì, không nghĩ tới là cái này. Khổng miếu là bảo tàng lớn nhất năm đó Khổng Sư lưu lại, một khi bỏ lỡ cơ hội, chẳng khác nào từ bỏ địa vị mạnh mẽ. Trương gia có truyền thế thiên phù, loại ưu thế này làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Dù đối phương là chư tử bách gia cũng không đồng ý. Đã như vậy, vậy dùng thực lực nói chuyện đi. Khổng Sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cổ vũ học sinh cạnh tranh với nhau, truyền thế thiên phù đã là hắn lưu lại. Tự nhiên cũng hy vọng cường giả nắm giữ, mới có thể ở sau khi tiến vào khổng miếu không bị nguy hiểm. Nam Cung Nguyên Phong dường như sớm biết sẽ bị cự tuyệt, ngẩng đầu nói. Đã như vậy, chúng ta khiêu chiến Trương gia các ngươi ở lĩnh ngộ thời gian, nếu như vãn bối dưới trăm tuổi của các ngươi, có thể ở trên thời gian lĩnh ngộ thắng được hậu bối của chúng ta, sự tình truyền thế thiên phù coi như thôi, chư tử bách gia ta nguyện ý lấy một bảo vật cổ thánh đã dùng qua nói xin lỗi. Hóa giải đường đột hôm nay. Nếu như các ngươi thua, mong có thể giao truyền thế thiên phù cho chúng ta đảm bảo. Khiêu chiến Trương gia ta ở lĩnh ngộ thời gian, lấy đệ tử của ngươi. Trương Huyền cau mày. Tự nhiên không phải, là học sinh của Đạm Đài huynh khiêu chiến các ngươi. Nam Cung Nguyên Phong cười cười. Chương 3098, Đạm Đài Trấn Thanh 1. Tại hạ Đạm Đài Trấn Thanh, là hậu nhân của Tử Vũ Cổ Thánh, gặp qua Trương gia gia chủ, chư vị. Trung niên khuôn mặt xấu xí đứng dậy, khom người, lễ tiết rất đủ, để người tìm không ra một chút tật xấu, mấu chốt nhất là, rõ ràng tới khiêu chiến, nhưng bất kể phong thái hay cử chỉ, đều cho người ta một loại cảm giác không cách nào tức giận. Đây mới thật sự là đại nho. Trương Huyền thầm than. Trước đó gặp qua không ít danh sư, cường giả, có khí độ cũng không ít, nhưng so sánh với vị trước mắt này, rõ ràng kém một đoạn dài. Vừa nhìn liền biết là nho sĩ chân chính. Đạm Đài tiền bối khách khí. Trương Huyền đứng dậy đáp lễ. Mục đích chúng ta đến, Nguyên Phong huynh đã nói rõ, Khổng Sư lưu lại, chúng ta là danh sư cạnh tranh, không mất sư đạo, cho nên ta cũng sẽ không lùi bước. Mấy vị đằng sau, là thân truyền của ta, theo ta học tập không ít thời gian, khiêu chiến quý gia tộc lĩnh ngộ đối với thời gian. Hôm nay tỉ thí, bất kể thắng thua, nghiên mực do tiên tổ từng dùng qua này, đều đưa tặng cho Trương gia, lấy đó bày tỏ áy náy. Cổ tay của Đạm Đài Trấn Thanh khẽ đảo, một cái nghiên mực lơ lửng ở giữa không trung. Đồ vật của Tử Vũ Cổ Thánh. Hưng Kiếm Thánh cùng người Trương gia đều chấn động. Nghiên mực không lớn, lại cho người ta một loại cảm giác nghiền ép chư thiên, giống như thời không hỗn loạn cũng có thể ổn định. Đây là chí bảo cổ thánh chân chính. Trương Huyền nhíu mày. Ở Lạc gia, Nam Cung Nguyên Phong lấy ra trường kiếm, chỉ là vũ khí tử dung cổ thánh đã dùng qua, không phải ở lúc đỉnh phong. Tuy có giá trị, nhưng không tính quá lớn, nhưng nghiên mực trước mắt, là Tử Vũ Cổ Thánh từ đầu đến cuối đều dùng. Bất quá so với Long Cốt Thần Thương, vẫn kém một đoạn dài. Không nói thực lực của Nhiễm Cầu Cổ Thánh mạnh hơn Tử Vũ Cổ Thánh, chỉ nói Long Cốt Thần Thương là vũ khí chiến đấu, nghiên mực là văn phòng tứ bảo, cả hai không cùng một khái niệm. Nhưng dù như thế, nếu như có thể nhận được, lưu ở gia tộc, tuyệt đối là chí bảo trấn áp số mệnh. Xem ra tỉ thí lần này. Không thể tránh được. Ánh mắt thu hồi khỏi nghiên mực, Trương Huyền ôm quyền. Đúng vậy. Đạm Đài Trấn Thanh gật đầu. Mong được tha thứ. Khổng miếu, là chỗ danh sư chúng ta muốn đi,
khách khí nhiều hơn nữa, cũng tránh không được sự thật tranh đấu, đã như vậy thì so đi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay chặn lại, đứng dậy. Không biết tỉ thí như thế nào, còn xin nói quy tắc đi. Mục đích đối phương tới nơi này là vì truyền thế thiên phù, đã như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng không có bất cứ ích lợi nào, còn không bằng trực tiếp động thủ. Nếu như Trương tộc trưởng tin tưởng tại hạ, ta liền nói quy tắc của ta. Đạm Đài Trấn Thanh gật đầu. Chư tử bách ra chúng ta tiến hành loại tỷ đấu này, chia làm đấu văn cùng đấu võ, đấu văn không thương tổn hòa khí, đấu võ mỗi người dựa vào bản lĩnh. Đấu văn là sao? Đấu võ là sao? Rất đơn giản, ta chỗ này có một thời không cảnh, chiếu xạ nguyên thần, có thể để ý niệm người ta tiến vào bên trong, trong đó có chuyên môn bố trí trận pháp cùng cạm bẫy thời gian. Đây là đấu văn. Một cái gương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gương này không phải một mặt phẳng, mà có rất nhiều góc cạnh, mỗi mặt kính phản xạ lẫn nhau, để cho người ta nhìn lít nha lít nhít, có chút chóng mặt. Đấu võ rất đơn giản, mọi người áp chế đến thực lực tương đồng, dựa vào thủ đoạn, người thực lực mạnh, thủ đoạn nhiều, thắng. Đạm Đài Trấn Thanh giải thích xong, không nói thêm gì nữa, mà mặt mũi mỉm cười nhìn qua, chờ đợi người Trương gia làm ra quyết định. Thời không cảnh, con cháu Trương gia chúng ta chưa hề tiếp xúc qua, cũng không biết cơ quan cùng bí ẩn trong đó, tiến hành tỉ thí, nhất định là chịu thiệt thòi. Còn đấu võ, chư tử bách ra đủ loại võ kỹ, cùng cấp bậc muốn chiến thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Một vị trưởng lão nhịn không được nói. Chương 3099, Đạm Đài Trấn Thanh 2. Đúng vậy, bọn họ đây là lấy thế đè người. Sự tình không có cách nào, tuy Trương gia không yếu, nhưng so sánh với chư tử bách gia, vẫn kém quá xa, không thể so sánh nổi. Ngày hôm nay bọn họ tới đây, thái độ rất rõ ràng, muốn so thì so, không muốn so cũng phải so. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các trưởng lão vẻ mặt khó coi. Đấu văn, nghe không thương tổn hòa khí, nhưng thời không cảnh cụ thể là cái gì, không ai biết, một khi đệ tử đối phương quen thuộc, coi như lĩnh ngộ thời gian tương đồng, cũng không có khả năng chiến thắng. Giống như thi chạy, mình chưa quen thuộc đường đua, coi như thực lực tương đồng cũng khó có thể thắng. Còn đấu võ, thoạt nhìn công bằng, nhưng chư tử bách gia truyền thừa ở Khổng Sư, đủ loại kỹ xảo, bí pháp, nhiều vô số kể, cho dù tiền bối Trương gia thiên phú tuyệt cao, lại có ai có thể so sánh được Khổng Sư, hơn được chư tử. Có thể nói, bất kể là loại giao đấu nào, cũng không chiếm ưu thế. Đấu văn liền thôi, trực tiếp đấu võ đi, tốc độ nhanh một chút, miễn cho tổn thương hòa khí. Không để ý tới mọi người lo lắng, Trương Huyền thản nhiên nói. Đấu võ, cái kia tốt. Đạm Đài Trấn Thanh gật đầu cười, vẫy tay một cái, sau lưng đi ra một thanh niên. Vị này tên Đạm Thai Kiếm Khuê, là học sinh thân truyền của ta, năm nay 30, đối với thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ một chút ra lông, bêu xấu rồi. Phần phật, tiếng nói kết thúc, thanh niên đi đến trước mặt mọi người, người không động, nhưng khí tức trong người bay thẳng lên, cho người ta một loại áp bức kịch liệt. Đại Thánh nhất trọng, kiến thần bất hoại cảnh. Con mắt của Hưng Kiếm Thánh lập tức nheo lại. Mới 30 tuổi liền đạt tới Đại Thánh, vị Đạm Thai Kiếm Khuê này, thiên phú mạnh mẽ, Trương gia trừ nhi tử hắn mới vừa tìm trở về, thì không người có thể so sánh. Thậm chí xem như chính hắn, đạt tới Đại Thánh cũng vượt xa độ tuổi này. Đạm Thai Kiếm Khuê, xin cao thủ Trương gia chỉ giáo. Thanh niên hai tay ôm quyền hành lễ. Huyền Nhi, tuy thực lực của ngươi đã đạt tới thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng chưa từng tới Trương gia, không có học qua thời gian pháp tắc của Trương gia. Thực sự không cách nào thắng được, có thể sử dụng bí pháp đặc thù, chính là lần trước cùng ta chiến đấu, thực lực tăng lên tới bất hủ cảnh. Thấy nhi tử không nhúc nhích, Hưng Kiếm Thánh vội vàng truyền âm. Trong tộc tuổi tác thấp hơn trăm, hơn nữa thiên phú cao nhất, chỉ có Trương Huyền. Nếu như hắn sử dụng bí pháp lần trước, trong thời gian ngắn chiến lực vô địch, thắng được đối phương, dễ như trở bàn tay. Loại bí pháp này đã không cách nào sử dụng. Trương Huyền lắc đầu. Đó là mượn nhờ Khổng Sư chi huyết, mà Khổng Sư chi huyết chỉ có 3 giọt, hiện tại đã tiêu hao sạch sẽ, coi như muốn dùng, cũng dùng không được. Không cách nào sử dụng. Hưng Kiếm Thánh nhíu mày. Như vậy, không còn loại bí pháp này, lấy thánh vực cửu trọng đỉnh phong, muốn thắng cường giả kiến thần bất hoại, dù đối phương áp chế tu vi. Cũng không dễ dàng như vậy. Không cần lo lắng, ta lại không nói ta muốn tỉ thí. Trương Huyền mỉm cười. Không phải ngươi tỉ thí. Hưng Kiếm Thánh sững sờ, mọi người khác cũng đồng loạt nhìn lại, tràn đầy nghi ngờ.
Ngươi không so, vậy ai tới so? Dĩ nhiên không phải ta, loại tỉ thí này, ta thân là tộc trưởng, ra tay khó tránh khỏi lấy lớn hiếp nhỏ. Khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Vẫn là nhường cơ hội cho người trẻ tuổi đi, để cho đồ nhi Trương Cửu Tiêu của ta tới đi. Chương 3100, thần thức ký văn, nhất niệm tụng vạn sách 1. Nhường cho người trẻ tuổi. Khóe miệng mọi người đều co lại. Dường như, tuổi tác của Trương Cửu Tiêu còn lớn hơn ngươi đi. Một gia hỏa 20 tuổi, làm ra vẻ nói một người khác tuổi còn lớn hơn mình là người trẻ tuổi. Làm sao cảm giác quái dị như vậy? Bất quá nếu như dựa theo bối phận thầy trò, người sau là học sinh, quả thực là người trẻ tuổi. Chỉ là, Trương Cửu Tiêu, hiện nay mới thánh vực bát trọng đỉnh phong, mặc dù huyết mạch tinh thuần, nhưng chưa hề học qua võ kỹ cùng công pháp hạch tâm, ta sợ. Hưng Kiếm Thánh nhíu mày. Trương Cửu Tiêu ở thời điểm gia tộc thi đấu, đột phá thánh vực bát trọng sơ kỳ, trong khoảng thời gian này, vật tư trong tộc phong phú, lại thêm huyết chỉ kích hoạt, đã trở thành cao thủ bát trọng đỉnh phong. Loại thực lực này, ở thế hệ trẻ tuổi quả thực kinh diễm, nhưng so với Đạm Thai Kiếm Khuê, kém không phải một chút. Trọng yếu nhất là, trước kia hắn chỉ là bàng chi, chưa từng tới hạch tâm bao giờ, ngay cả võ kỹ, công pháp cũng không có học qua, làm sao giao đấu với đối phương. Không phải đòi thua ư. Không sao, để hắn đến đây đi. Trương Huyền không thèm để ý chút nào, tùy ý khoát tay áo. Vâng. Một vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh, xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, mang theo Trương Cửu Tiêu tới. Lão sư. Đi vào gian phòng, Trương Cửu Tiêu vội vàng hành lễ. Chắc hẳn thời điểm tới, cửu trưởng lão đã nói cho ngươi, đại biểu Trương gia cùng chư tử bách gia tỉ thí, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Trương Huyền đứng chắp tay, thản nhiên nói. Chỉ cho phép thắng. Trương Cửu Tiêu hơi xấu hổ nói. Lão sư, hôm qua ta vừa mới đột phá, tu vi toàn thân còn không có triệt để vững chắc. Trên đường đã nghe nói, lần này cùng chư tử bách gia tỉ thí, dính dáng cực lớn, ngộ nhớ thua, sợ rằng sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Tu vi không có củng cố. Cái này đơn giản. Trương Huyền đi tới trước mặt. Ngồi xuống. Vâng. Mặc dù không biết lão sư muốn làm gì, nhưng bảo hắn ngồi xuống, hắn cũng không dám phản bác, Trương Cửu Tiêu khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, bàn tay duỗi ra, vuốt đỉnh đầu của đối phương. Trương Cửu Tiêu vừa định nói cái gì, ngay sau đó cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp từ trong lòng bàn tay đối phương lao qua, thời gian nháy mắt chảy xuôi đến toàn thân, trước đó bởi vì vừa mới đột phá, mà lưu lại chân khí ngưng kết, ở dưới khí tức này trùng kích nhau nhau phá vỡ. Kinh mạch bị tổn thương cũng được chữa trị. Thời gian nháy mắt, lực lượng toàn thân cùng tinh, khí, thần, liền đạt đến dung hợp hoàn mỹ cùng thống nhất, phảng phất như đã đắm chìm trong cấp bậc này thật nhiều năm, tấn cấp nhanh chóng, tai hại không cách nào khống chế lực lượng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Nam Cung Nguyên Phong cùng Đạm Đài Trấn Thanh nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đây không phải quán đỉnh, cũng không phải giúp đối phương tăng cao tu vi, không dính dáng vi phạm quy tắc. Là dùng phương pháp đặc thù để lực lượng cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, không chỉ cần chân khí tinh thuần, càng cần khống chế lực lượng diệu đến đỉnh phong, cùng biết rõ ràng tình huống thân thể của học sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.